Một chú cừu nhỏ bé vô hại mà lại có thể chống lại được những thần thánh thượng cổ với bao nhiêu thế lực hậu thuẫn đằng sau. Làm gì có chuyện. Xin chào các bạn, mình là Các Khô. Mình đã sinh tồn hơn 100 ngày trong game Dị Giáo Bầy Cừu, đi từ một chú cừu ngây thơ đáng thương lên thành một giáo chủ quyền lực với rất nhiều tín đồ tôn thờ. Mình đã xây dựng một giáo phái cực kỳ hùng mạnh và đoàn kết đến nỗi không một thế lực siêu nhiên nào có thể đàn áp được. Hãy cùng theo dõi xem mình đã làm điều đó như thế nào nhé. Vừa mới vào game, mình đã bị hiến tế bởi 4 nhân vật có vẻ như là thần thánh. Chúng nói mình là hậu duệ của một dị giáo nào đó và phải diệt để trừ hậu quả sau này. Thế là bam. Có vẻ như mình đã chết, nhưng lại gặp được một nhân vật lạ đang bị giam cầm, tên là Kẻ Đợi Chờ. Ông nói là sẽ hồi sinh mình với một điều kiện là phải thành lập một giáo phái dưới danh nghĩa của ông. Mình rất là ham sống sợ chết nên chọn đồng ý thôi. Và thế là chuyến flu của chúng ta bắt đầu. Series này mình chơi bản Việt hóa được phát hành bởi nhóm The Red Team trên Facebook nha các bạn. Mình được hồi sinh ở một hầm ngục nào đó. Có vẻ như việc hồi sinh không trôi chảy như mình nghĩ. Chúng ta phải chiến đấu để thoát khỏi nơi đây. Đi được một lúc thì mình gặp một nhân vật tên là Ratau. Ông nói là sẽ giúp mình thoát khỏi đây và sẽ chờ mình ở cuối khu rừng. Mình đi tiếp và gặp một chú cừu cũng đang bị hiến. Ratau bảo là phải cứu nó, không thì phí. Ok, không thành vấn đề. Mình xử nhẹ mấy con quái này là xong. Thế là đã có một tín đồ đầu tiên vào giáo phái. Đi vào phòng tiếp theo thì Ratau nói là mình đã có thể thoát khỏi ngục này bằng cái ấn 6 sao. Thoát ra được thì cũng là lúc chọn độ khó cho game. Dưới áp lực của chat, mình chọn chế độ khó nhất, đại giáo chủ. Vậy nó mới đủ tầm. Sau đó mình đặt chân đến một vùng đất mới yên bình hơn rất nhiều. Ratau nói đây sẽ là lãnh địa của giáo phái mới. Mọi thứ sẽ bắt đầu từ đây. Mình gặp tín đồ đầu tiên và nhận vào giáo phái và đặt tên nó là Cronos. Chúng ta còn có thể tùy chỉnh ngoại hình của tín đồ theo ý muốn nữa cơ. Nhận xong thì ngay lập tức mình cho Cronos đi chặt cây, có làm thì mới có ăn chứ. Tiếp đến Ratau bảo mình phải làm một cái bếp với 5 gỗ và 2 đá. Thế là giáo chủ cũng phải còng lưng ra lao động. Xây nhà thì chúng ta phải dùng cái bảng này. Cũng chưa biết đặt cái bếp ở đâu, mình đặt ngay sát cổng cho gần. Xây bếp xong là mình có thể nấu ăn. Tuy nhiên trước hết chúng ta phải đi hái sạch mấy cái bụi dâu quanh căn cứ cái đã. Đây là nguồn lương thực nuôi sống mình trong những ngày đầu tiên. Hái xong thì mình nấu món cherry đỏ cho Cronos. Trong đây giáo chủ không cần ăn, nhưng mà tín đồ thì phải ăn mới sống được. Lương thực thì đã ok rồi, nhưng mà chúng ta cần thêm nhiều tín đồ và tiền nữa. Ratau nói muốn giàu thì phải dùng vũ lực. Nghe hay đấy, mình thích cái tư tưởng này. Chúng ta mở cái ngục đầu tiên và xông vào thôi. Mình thấy ở đây là có tất cả 4 cửa ngục, mỗi cửa yêu cầu mình phải có một quân số nhất định thì mới mở được. Cửa đầu tiên thì mình chỉ cần một tín đồ thôi. YOLO. Mỗi lần vào ngục thì mình sẽ được một vũ khí miễn phí. Ban đầu thì có gì xài nấy thôi, không có quyền đòi hỏi. Mình chơi độ khó nhất game nên chỉ có một máu duy nhất thôi. Khoai phết. Mới phòng đầu tiên đã mất nửa máu rồi còn đâu. Đánh dập mặt thì được có mỗi 3 đồng vàng. Sau khi đi được một lúc thì mình gặp được một ông bán bài tarot. Mấy lá bài này sẽ hỗ trợ và tăng sức mạnh của chúng ta ở trong ngục. Mỗi lần gặp ổng là sẽ được free một lá, còn lại nếu mà có tiền thì chúng ta mua thêm. Mình cho lá cộng một tim xanh rồi đi tiếp. Tim xanh nó khác tim đỏ cái là nếu mà mất máu thì sẽ không hồi lại được. Khi hoàn thành xong một tầng thì ta có thể chọn đường đi tiếp theo. Mình chọn đường có lá bài để lấy thêm bài miễn phí nữa. Lần này mình chọn lá bài đánh độc. Có vẻ như tầng tiếp theo là tầng boss. Nhanh thật, đã đến boss rồi. Đang đánh hăng thì mình gặp một nhân vật tên là Leshy. Đây là một trong 4 đứa hiến tế mình lúc đầu chứ đâu. Thủ này ta không quên đâu. Hắn có vẻ ngạc nhiên là tại sao mình vẫn chưa chết. Và rất là da dẻ, khinh thường mình luôn. Kệ, đây không chơi võ mồm. Đi được một lúc thì mình lại được một lá bài nữa. Mình chọn giết địch thì có xác suất 10% hồi một máu. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại chắc chắn 20% đam là ngon hơn. Ok, đến phòng boss rồi. Thằng Leshy nó gọi đồ đệ là Amduciet ra đánh mình. Đây chỉ là con boss hướng dẫn thôi, nếu mà chết thì nhục lắm. May mà chiêu của nó cũng đơn giản, chỉ là vồ mình thôi. Với cái vũ khí độc mình có, mình sực nó ngon lành không mất một giọt máu nào. Hóa ra con boss cũng chỉ là một con thú đáng thương bị nguyền mà thôi. Tất nhiên là mình tha thứ cho Amduciet và nhận làm đồ đệ. Giáo phái đang thiếu chân chặt gỗ. Xong boss thì mình được chọn một trong 3 món quà. Mình chọn 15 gỗ vì đầu game gỗ rất là quan trọng. Ngoài ra còn được thưởng một rương trong đó có hẳn 24 đồng vàng luôn. Oh yeah, giàu to. Về nhà mình nhận đồ đệ mới và đặt tên là Victor. Cho Victor đi chặt đá luôn. Tiếp đến mình phải xây một công trình cực kỳ quan trọng là cái tượng thờ. Tối có 30 vàng thôi, quá rẻ. Cử các tín đồ ngồi ở đây thờ thì sẽ lấy được điểm tín ngưỡng. Nói cho đơn giản là kinh nghiệm của giáo phái để lên cấp ấy mà. Lên cấp thì chúng ta mới nghiên cứu được những công trình mới. Sau khi xây tượng xong, Ratau cho mình thêm một tín đồ free nữa. Mình đặt tên là NPL rồi chỉ định đi ngồi thờ trước tượng. Thực ra là không có sự lựa chọn nào khác. Ok, giáo phái của chúng ta đã lên cấp với chỉ một điểm tín ngưỡng duy nhất. Mình vào mở khóa công thức nhà thờ. Cái nhà thờ to tướng này mà chỉ xây mới có 5 đá và 15 gỗ thôi. Quá rẻ. Đây là nơi các tín đồ tập trung để thuyết giáo và thực hiện mọi nghi lễ quan trọng ở trong game. Hàng ngày mình phải thuyết giáo để tăng đức tin cho tín đồ. Nếu mà đức tin thấp quá là bọn nó sẽ làm phản nha. Mình vào nhà thờ thực hiện bài thuyết giáo đầu tiên. Thuyết giáo mà như kiểu lễ hút hồn luôn. Mỗi lần thuyết giáo như thế này thì tín đồ sẽ cho mình điểm kinh nghiệm cá nhân. Cái này là để nâng cấp bản thân thôi, không liên quan gì đến giáo phái. Cấp đầu tiên mình chọn nâng cấp thêm một nửa tim nữa, thêm một tí máu cho nó đỡ trầm cảm. Thuyết giáo xong thì Ratau giao nhiệm vụ cho mình phải đi tìm một mảnh bia đá để có thể ban hành giáo lý. Cũng chưa rõ cho lắm, nhưng mà đánh nhau thì mình sẵn sàng thôi. Từ nhà thờ đi ra thì ngày đầu tiên cũng đã bắt đầu. Thế là hết phần hướng dẫn rồi đấy, chúng ta tự bơi thôi. Mình quay lại cái ngục rừng tối luôn, không chần chừ. Với mục tiêu chính là tìm một mảnh bia đá nào đó. Lần này thì được cái rìu chứ không phải kiếm nữa. Nice. Rìu đánh chậm hơn một tí nhưng mà siêu lực luôn, đánh rất là thấm. Đi được một lúc, Ratau cho mình một kỹ năng thần thánh mới.
Cái này gọi là lời nguyền, dùng nộ để sử dụng thôi, hỗ trợ giải vây lúc đánh nhau. Cái bên màu đỏ này gọi là ân sủng, nhưng mà căn bản nó là nộ, mình sẽ gọi là nộ cho nó dễ hiểu. Hôm nay mình được một lá bài mới, thêm một nửa máu đỏ nữa, nice. Ở tầng tiếp theo mình chọn đường có tín đồ, tưởng đơn giản lắm mà bọn nó đông vãi, xém tạch luôn. Nhưng mà may sao vẫn giải cứu thêm được một tín đồ nữa. Tiến sâu vào ngục, mình gặp được một nhân vật tên là Haro. Ông này ông chỉ đứng làm thơ và kể chuyện thôi, cơ mà hắc não quá mình cũng chả hiểu cái gì. Nhưng mà quan trọng đây là mấy mảnh bia đá mình đang cần tìm đây nè. Lượm được cả 3 mảnh luôn mới hay chứ. Vậy là chúng ta đã có đủ tấm bia đá đầu tiên, tí nữa mình sẽ về sử dụng sau. Ở tầng này mình được 2 lá bài ngon phết, một là mở hết bản đồ, hai là tăng chất lượng của rương. Mình chọn lá thứ hai. Đi thêm một lúc thì thằng Leshy lại xuất hiện lên khè mình. Nó không dám đánh nên gọi đệ lên đánh hộ. Đồ này đông quá nên bỏ mạng. Không sao, vẫn hoàn thành được nhiệm vụ và kiếm được một tín đồ. Có điều bị chết nên là mất một nửa tài nguyên mình kiếm được. Ngày 2 về nhà mình nhận luôn tín đồ mới, đặt tên là Legoshi và cho ngồi thờ. Với cái bia đá mình vừa kiếm được hôm qua, mình đổi lấy một nghi lễ gọi là nghi lễ lửa thiêng. Thực hiện nghi lễ này thì sẽ tăng đức tin cho tín đồ. Tuy nhiên chúng ta cần đến 25 xương lận. Bây giờ có cái mẫu nào đâu? Để sau đi, mình thuyết giáo lấy kinh nghiệm cái đã. Lại lên cấp nữa rồi, oh yeah. Mình nâng cấp vũ khí tẩm độc. Từ giờ vũ khí độc có thể xuất hiện ở trong ngục. Ra tao lại giao nhiệm vụ mới, đi ngục kiếm xương để về nhà làm lễ. Ok con dê, sẽ làm sau. Cái bọn này ăn uống xong mà nó còn thải ra nhà luôn mới kinh chứ. Có cái giáo chủ nào mà phải đi dọn phân cho tí đồ như mình không? Best giáo chủ luôn. Chúng ta phải dọn vì nếu mà để môi trường bẩn quá là bọn nó sẽ bị bệnh rất là phiền phức. Giáo phái lại nên cấp, thế nên mình sẽ học công thức túi ngủ. Bây giờ tín đồ không phải ngủ đất nữa, tăng một ít niềm tin cho bọn nó. Túi ngủ này tốn có 5 gỗ và 10 vàng, không đắt lắm. Làm hẳn vài cái đi cho đủ. Làm dường xong thì Victor có lời đề nghị là muốn ăn đồ làm từ cỏ. Tất nhiên là mình không bao giờ từ chối tín đồ của mình. Nhìn Victor nó ăn cỏ mà ngon ghê. Sau khi cho đệ ăn no nê mình quay lại đường tối. Nhiệm vụ chính lần này là kiếm thật nhiều xương để về thực hiện nghi lễ. Nhưng mà vừa đi được tí chưa qua được tầng đầu tiên đã tặc. Tuy nhiên sếp bảo chết không thành vấn đề, có tiền là có tất cả. Ngày 3 mình thuyết giáo xong thì quay lại đường tối tiếp để phục thù. Lần này thì được cái vũ khí dao găm, có vẻ không ổn rồi. Dao găm đánh khá là nhanh nhưng mà tầm đánh rất ngắn và đam siêu ít, mình không thích một tí nào. Đến cuối tầng mình nhặt được một công thức đồ trang trí, cũng không quan trọng lắm. Xong tầng đầu tiên thì mình chọn cái tầng chấm hỏi này xem có gì hay. Hóa ra là chỉ có ông Haro ngồi kể chuyện về năm ông thần đó thôi, ngoài ra chả có cái nịt gì. Biết vậy chọn cái tầng gỗ cho nó ngon. Mình đánh thêm một tí nữa thì đủ 25 xương làm nhiệm vụ rồi. Đoạn sau khoai vãi, quái nó đông như kiến. Yo, lượm được cái vòng chạy nhanh để làm quà cho tín đồ ngon phết à. Hôm nay mình lại gặp thêm được một người mới tên là Kudai. Ông cung cấp vũ khí và skill miễn phí. Nhưng mà mình chỉ được chọn một cái thôi. Mình đổi thành cái rìu đánh cho sướng. Đi vớ vẩn vật mà cũng đến được tầng boss mới hay chứ. Nhưng mà còn có nửa máu thì hơi bị căng nha. Một lúc sau thì mình lượm được một lá bài tăng 20% đam. Ngon. Bằng một cách nào đó mình cũng đến được phòng boss với đúng một máu. Thằng này chỉ có chiêu nhảy cóc và mấy chiêu bắn đạn cũng khá là dễ né. What? Cũng rỉa rỉa gần giết được nó rồi thì tự dưng bay vào đạn, bỏ tay chấm com. Thôi, ít ra thì cũng đã kiếm đủ xương. Lúc chết bị mất tài nguyên nhưng mà xương thì lại không bị mất mới hay chứ. Chắc là do đang làm nhiệm vụ. Ngày 4 về nhà thì đức tin hết sạch, tín đồ thì đói meo. Đầu tiên mình phải nấu ăn cứu đói cho tín đồ cái đã. Giá phái lên tận 2 cấp, mình vào tượng mua công thức đất trồng để trồng cây. Và đi chung với nó thì tất nhiên là công thức trang trại để tín đồ có thể tự gieo trồng. Cronus bảo là phải trồng cây, không là chết đói hết. Ok, cứ từ từ không phải lo. Có xương rồi nên mình mở lấy hội lửa để tăng 30 đức tin, cứu vãn tình hình. Tha hồ cháy luôn. Sau khi thuyết giáo xong thì mọi thứ có vẻ cũng ổn ổn. Ông ra tao bật mí là mình có thể tặng quà cho tín đồ để tăng lòng trung thành cho bọn nó. Dễ hiểu hơn là tăng cấp cho bọn nó ấy mà. Sau đó ông cho mình biết địa chỉ nhà của ông. Ok, chúng ta sẽ ghé thăm sau. Trong game này chúng ta còn có thể nựng tín đồ như nựng pet để tăng cấp cho bọn nó nữa cơ. Mình chạy quanh quanh nựng một hồi rồi bắt đầu xây nông trại. Xây cái nhà nông trước đi. Tốn hẳn 20 vàng và 20 gỗ, đắt phết đấy. Xây xong thì chúng ta phải xây các cái ô đất trồng nằm trong tầm của cái nhà. Đừng có xây như mình nhá. Lúc này là mình đang bị sảng chưa hiểu game cho lắm rồi. Xong thì bắt đầu trồng cây và tưới thôi. Hạt thì mình có thể đi lượm hoặc đi mua. Làm xong nhiệm vụ cho Cronus là nó lên hẳn một cấp luôn. Mỗi lần tín đồ mà lên cấp là sẽ cho mình một mảnh bia đá. Ngày 5 Victor cũng lên cấp và cho mình thêm một mảnh bia đá. Vậy là không nhất thiết phải đi đánh nhau mới có thể kiếm bia đá đâu các bạn. Chỉ cần ở nhà chăm lo cho tín đồ là được. Giáo phái lại lên cấp, mình mở khóa hố chôn xác để phòng ngừa. Xong thì mình đi thăm ra tàu tí. Ông này sống ở khu rừng hướng tây bắc, vào thẳng nhà xem có gì hot. Cũng không có gì quan trọng. Ông chỉ rủ mình chơi cái mini game tên là Knuckleball thôi. Nhưng mà từ từ mình hôi cái món quà về tặng cho đệ cái đã. Cái mini game này khá là dễ hiểu, có 3 cột để chúng ta đặt xúc sắc vào. Nếu mà mình đặt giống số của địch á thì mình sẽ hủy được cái con đó của địch. Còn nếu mà mình có 2 con giống nhau á thì điểm sẽ được nhân đôi. Cứ đặt một hồi đến khi nào một trong 2 người full á thì chúng ta so điểm thôi. Ai lớn hơn thì thắng. Ván đầu tiên lùa gà nên mình thắng khá là dễ dàng, được thưởng một lá bài mới, cộng hẳn một máu đỏ luôn. Đi chơi tiếp để ăn tiền thì nhận ra là không còn đồng xu nào, con sông quê luôn. Thôi đi về. Về đến nhà thì mình được đặt tên giáo phái, đặt là cá bang đi, em họ của cái bang. Đặt xong thì mình tranh thủ nấu ăn cho tín đồ, rồi quay lại rừng tối để kiếm thêm sèn. Chuyến này được hẳn một cây kiếm độc, nice. Tầng đầu tiên mình được 2 lá bài mới, chọn nhân gấp đôi máu khi hồi máu đi. Cái đoạn này bị mấy con dơi nó đâm cho vỡ đầu xém tạch.
May mà nhặt được cái rương nó cho hẳn một team xanh. Và có cái lá bài này được 2 team. Cả bàn đang thiếu đói nên tầng tiếp theo mình chọn tầng lương thực đi. Có mỗi 3 bụi dâu không nhiều lắm, nhưng mà được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mấy cái tầng này mà đập ra là nó sẽ cho nhiều nộ kinh luôn, đầy bình. Ở tầng này may mình gặp được một cái cây lạ. Mình chặt nó ra thì được hẳn 4 team đen. Oh my god. Team đen thì cũng giống như team xanh, nhưng mà nếu ta bị mất máu thì sẽ gây đam cho đối phương. Ngày 6 mình vẫn ở trong ngục và được gặp ông cho vũ khí. Cái dao găm cùi qua nên mình nâng cấp skill lên đạn lửa 2. Một lúc sau lại gặp ông một lần nữa và vẫn là cái dao găm. Chán. Đến gần cuối ngày thì mình tới được phòng boss. Lần này nhiều máu hẳn hơn lần trước. Do lần trước đã nháp một lần rồi nên lần này mình giết boss mà không mất giọt máu nào. Easy. Thế là thêm được một tín đồ nữa. Chọn món quà nhỏ để tặng đồ đệ đi. Mở rương ra thì được 24 tiền và 15 xương. Nice. Một chuyến đi khá là thành công, bao nhiêu sèng và xương. Tối về vẫn còn thời gian, mình nhận tín đồ mới và đặt tên là Ren, cho Ren đi trồng cây. Tranh thủ buổi tối nấu ăn sẵn cho các đồ đệ luôn, quá là chu đáo. Ngày 7 mình nhận ra được sai lầm nên mình xây lại mấy cái ô đất ở trong tầm của nhà nông. Sau đó thì tiến hành trồng cây tiếp. Đã đủ một bia đá nên mình có thể mở một giáo lý mới rồi. Giáo lý ở trong đây có đến 5 mục lận, mình chọn lao động và tôn thờ đi. Từ giờ, mỗi lần mà giáo lý mới, chúng ta sẽ có hai lựa chọn gần như là đối nghịch nhau. Chọn cái nào thì tùy phong cách chơi của các bạn thôi. Mình chọn hiệu ứng trung thành, các tín đồ sẽ sản sinh tín ngưỡng nhanh hơn 15%. Tất nhiên là vẫn không quên thuyết giáo rồi. Lại lên được một cấp nữa, nice. Mình nâng cấp sức mạnh tuyệt đối 1, vũ khí khi mới vào ngục sẽ xịn hơn một tí. Đức tin có vẻ vẫn rất thấp, khi nào đủ xương chắc phải mở lễ hội lửa nữa. Bắt quả tang được thằng Victor và Kronos ỉa bậy ngay góc nhà. Bọn này được. Hôm nay NPL bị thằng Kronos tố là gián điệp. Ok, để tí nữa mình điều tra xem nó như thế nào. Mấy cái món quà mà mình kiếm được ở ngục bây giờ mình đem tặng hết cho tín đồ. Hy vọng cải thiện được một ít đức tin cho bọn nó. Giáo hội lại lên cấp rồi. Mấy cái cấp đầu tiên lên nhanh thật. Mình nâng cấp giáo hội 2, sẽ mở khóa được những công trình cao cấp hơn. Trong đó có cái lều ngủ, nhà tù, sườn gỗ và mỏ đá rất là cần thiết. Mình đi lên quanh nói chuyện và nâng tín đồ một tí thì bọn nó lên cấp quá trời luôn. Một hồi sau thì lại thêm được một điểm nghiên cứu nữa. Mở khóa sườn gỗ 1 đi, cực kỳ quan trọng. Xây ngay và luôn, không có chần chừ. Mất 30 vàng và 15 gỗ. Trong game này làm cái gì cũng cần gỗ luôn. Ok, thế là được rồi, mai mốt bọn nó sẽ tự chặt. Trong lúc anh em đang chăn ấm nệm êm thì mình lại phải lao vào ngục tiếp. Lần này không có nhiệm vụ gì hết, cố gắng giết boss thôi. Ngày 8 mới vào ngục thì mình được cái rìu cấp 4, nice. Tưởng ngon lành nhưng mà tạch trong hai nốt nhạc. Nhưng mà ít nhất thì lượm được cái vòng hoa để tặng cho đồ đệ. Quê qua về nhà mở giáo lý mới thôi. Chọn một thực phẩm đi. Mình chọn đại thôi chứ lúc đầu cũng có kinh nghiệm gì đâu. Ăn ngon hay nhịn ngon? Hỏi thế cũng hỏi. Tất nhiên là nhịn ngon rồi. Mình chọn mở khóa nghi lễ nhịn ăn. Các tín đồ sẽ nhịn ăn trong 3 ngày. Cực kỳ xịn luôn, đặc biệt là thời gian đầu đồ ăn rất là khan hiếm. Tuy nhiên cần đến 75 xương lận, không hề rẻ đâu nha. Nay thuyết giáo lại lên được một cấp nữa rồi. Nâng cấp vũ khí mà cà rồng đi. Vũ khí mà hút máu thì lúc nào chả ngon. Xong xuôi mọi thứ mình lại quay vào rừng tiếp và lại chết một cách tức tưởi trong nháy mắt. Cây cũ quá mình quay lại ngay và luôn. Lần này được kiếm độc là ngon rồi đó. Và cũng được một lá bài siêu ngon, tăng tốc độ đánh 50%. Nhưng mà thế quái nào mình lại chọn thêm một máu. Nghĩ lại thấy tiếc đứt ruột. Chọn tầng này để kiếm thêm một tín đồ nữa nhỉ. Ông này mắt đỏ hoe như xây đá, nhận về có ổn không ta? Thôi kệ, cùng lắm thì đem hiến tế thôi. Và tầng tiếp theo mình gặp 3 ông boss ở đầu game. Mấy ông gọi đệ lên để vả mình, nhưng mà làm gì có cửa. Cá khô bây giờ đâu còn non nữa. Gãy thế thôi chứ đánh xong còn có nửa máu. Đi tiếp thì được một lá bài tăng sát thương hẳn 50% luôn. Cái này thì không cần phải suy nghĩ, không chọn đam thì có mà giỡn người. Đang ít máu thì phòng này mình được cho 1,5 tim xanh. Đúng là ông trời phù hộ, chuyến này nhất định phải thắng. Đến tầng 4 thì mình gặp được một nhân vật tên là Ratu. Không phải ông bạn Ratau đâu nha. Ông thách thức mình là không được sử dụng skill trong 3 phòng tiếp theo. Nếu mà hoàn thành thì sẽ được thưởng, còn không thì có cái nệt. Ok luôn. Nói chung thì cũng không có gì khó, vì bình thường mình cũng mấy khi dùng skill đâu. Làm xong thì phần thưởng là một rìu macaron hút máu cấp 5. Quá tuyệt vời luôn. Đến được phòng boss thì cũng là đêm thứ 9 rồi. Thằng boss này tên là Barbatos. Nó chỉ có 2 chiêu thôi. Chiêu thứ nhất là chiêu bắn gai ra tứ phía, khá là dễ né. Chiêu thứ hai là chiêu bắn đạn ra tùm lum bản đồ. Đạn đi khá là chậm nên cũng dễ né thôi. Mình cứ sử dụng chiến thuật hit and run, đánh rồi chạy. Rìu đam to cộng với thêm 50% đam nữa, boss chịu không nổi. Quá tuyệt vời. Thế là lại thêm một tín đồ nữa về hội. Oh yeah. Đoạn này mình chọn công thức cổng hoa trang trí là hơi hâm đó nha. Chọn đá hoặc hạt ngon hơn nhiều. Chuyến này đi kiếm được khá nhiều xương luôn, xài tẹt ga. Trong lúc về nhà thì lại gặp sếp. Ông dặn dò là phải lạm dụng tín đồ nhiều vào. Ok, cái đó sếp không phải nhắc. Và ngoài ra ông cho mình thêm một kỹ năng đọc suy nghĩ tín đồ. Chắc là để xem trước có đứa nào sắp tạo phản không. Ngày 10 về nhà thì đức tin đang khá thấp do đi ngục lâu quá mà. Tuy nhiên cây đã lớn rồi nè, thu hoạch mẻ đầu tiên thôi. Nhìn mấy cái cây dâu tây nó mọng đẹp mắt ghê. Mình sử dụng chiêu sếp mới cho đọc suy nghĩ của thằng Kronos thử. Nó dám chê mình nói chuyện nhàm chán muốn tránh mặt mới ghê chứ. Chê giáo chủ mà còn đòi hỏi xây nhà vệ sinh mới mặt dày nữa. Thằng này mới muốn phản chắc luôn. Mình phải găm nó lại theo dõi thường xuyên. Còn bây giờ nhận thêm 2 tín đồ mới đi. Mình đặt tên là Trí Đỗ và Tutudu. Giáo phái lại lên cấp, mình mở khóa mỏ đá 1 và xây luôn. Tối có 10 đá và 30 vàng thôi. Xây xong thì vào thuyết giáo hút hồn bọn nó tí nào. Ok, cũng ổn rồi đó, đi đánh nhau tiếp thôi.
Mỗi ngục trong đây là có đến 4 con boss lận. Mình đã giết 3 con rồi nên lần này boss cuối chắc chắn sẽ là thằng Lashy. Các bạn có thể đoán được là 4 ngục tương đương với 4 ông thần hiến tế mình lúc đầu đấy. Lần này chưa khởi động nên vào chết khá là nhanh. Nhưng không sao, ngày 11 mình quay lại tái chiến luôn. Tầng 1 không có lá bài nào ngon, mình chọn tăng một cái thêm xanh. Một lúc sau thằng Lashy cây cú gọi đè ra cản mình, nhưng mà cá khô bây giờ đã không thể ngăn lại được nữa rồi. Tầng 2 có cái shop này mới nè, vào luôn. Bao nhiêu là đồ miễn phí luôn. Một lá bài để tăng sát thương của lời nguyền 20%. Ba cái còn lại thì chọn một trong ba. Mình chọn mảnh bia đá vì thấy có mỗi nó ngon. Tầng 3 mình tìm được cái trụ nghìn mắt độc lạ vãi. Thấy cái dòng hy sinh máu này có vẻ hơi rén, nhưng mà YOLO, thử mới biết được chứ. Hóa ra là đổi một máu đỏ thành ba máu xanh. Ngay phòng tiếp theo mình còn được cái kiếm macaron miễn phí nữa. Nice. Đi thêm một tí nữa thì gặp một ông ngư dân. Ông bảo là chúng ta có thể đến câu cá ở làng ngư dân. Ok, nghe hay đấy. Vậy là mở khóa được địa điểm mới. Đi một tí nữa thì gặp thằng mini boss, nó summon quá trời đẹ luôn. Thế là tờ attack nặng tặc, quá chán. Về nhà đức tin gần như cạn kiệt. Trong game này mình bất tử chết vô tư thôi. Nhưng mà mỗi lần chết bọn tín đồ nó mất niềm tin kinh lắm. Cơ mà giáo phái lại lên được một cấp nữa rồi. Mình học công thức bù nhìn để chống quạ. Nghĩ lại sai lầm, bao nhiêu cái quan trọng hơn. Ngày 12 mình đang tứ kê thì thằng Kronos nó quyết định nổi loạn. Tôi biết ngay mà có sai đâu, ngày xưa nghi rồi. Những trường hợp như thế này thì phải cho nó vào tù hoặc là hiến tế để nó không làm loạn. Tuy nhiên tù thì mình chưa mở khóa, hiến tế thì cũng chưa có nên đành chịu. Mình phải mở lễ hội lửa để tăng một ít đức tin, đồng thời ban hành giáo lý mới tên là truyền cảm hứng để tăng cấp cho tín đồ nhanh hơn, giống như cái chiêu đựng pet á, nhưng mà cao cấp hơn một tí. Xong thì mình thuyết giáo luôn, lại thêm một cấp nữa. Oh yeah. Nâng cấp lời nguyền ho đi, có thêm 3 kỹ năng mới lúc đi ngục. Hôm nay lại có thêm trí đỗ bị bệnh nữa cơ. Bệnh viện thì cũng chưa có, đã nghèo rồi còn mắc cái eo. Quá áp lực, mình qua là ngư dân để câu cá xả stress tí. Bên đây có cả dâu tây nữa ta, hốt luôn chứ ngại gì nữa. Câu cá trong đây cũng giống như bên Stardew Valley nhưng mà dễ và nhanh hơn nhiều. Câu được một lúc thì ông ngư dân cho mình lá bài lời nguyền của biển. Giết quá thì sẽ rơi ra cá, nghe có vẻ không ngon lắm. Không quan tâm, hốt hết cá ở chỗ này rồi tính tiếp. Câu xong mình ra bên tàu thì có một nhân vật lạ xuất hiện hỏi xin cá của mình. Mình cho hắn một con cá hồi thì được tặng lại một mảnh đá thần kỳ gì đó, cũng chưa biết để làm gì. Ở bên trái thì có một ngọn hải đăng, bên trong thì có một cái giáo hội mini khác đang thiền. Bọn nó cho mình một cái nhiệm vụ là sửa ngọn hải đăng, tiện đây có gỗ làm luôn chứ gì nữa. Làm xong thì bọn này tình nguyện đi theo mình, vậy là từ giờ bọn nó là giáo hội con của mình. Hàng ngày chúng ta có thể đến đây để lấy điểm tín ngưỡng miễn phí. Ok, cũng tạm được. Làng trai này còn bán cả bài tarot nữa nha, nhưng mà mình nghèo rất mùng tơi chưa có tiền mua. Ngày 13 mình về nhà thì thấy thằng Kronos nó đang lôi kéo anh em tạo phản, thật là khốn nạn. Phân thì khắp nơi, phải đi hốt từng bãi một. Được rồi, mình nấu ăn cho bọn nó lần cuối trước khi cho nhịn. Nấu xong thì mình vào làm lễ nhịn ăn luôn, tốn 75 xương. Đỡ tốn đồ ăn lại không phải dọn phân. Hôm nay thuyết giáo lại lên cấp nữa, cảm giác như mỗi lần thuyết giáo là lên một cấp ấy. Thêm được nửa trái tim nữa, nice. Bây giờ đã được 2 tim rồi. Chơi chế độ khó nhất này máu khoai quá, hở tí là tạch. Sau đó thì mình nhận thêm 2 tín đồ nữa là Devil và Bảo. Nhận vào cái lớp tin về không luôn, do không có đủ giường cho bọn nó. Cộng với một đứa làm phản, 2 đứa đói và 3 đứa bệnh nữa. Tuyệt vời. Thôi kệ, để đó đi đánh nhau tiếp, đến đâu thì đến, YOLO. Mới vào được cái dao găm là thấy không vui rồi nha. Hôm nay mình gặp được một bức tượng kỳ bí, tuy nhiên mình không có đủ tiền để cúng, buồn. Bài thì cũng chả có lá nào ngon. Cái tầng tim là mới nè, vào thử xem sao. Thì ra đây là phòng hồi máu, bao nhiêu là máu luôn. Nhưng mà máu đỏ thì mình max mất tiêu rồi. Qua tầng 3 thì lên được cái rìu macaron cấp 5, nice. Tầng 4 thì mình gặp lại ông già cho quà free. Bài thì không còn nữa nhưng mình có thể lấy mảnh bia đá miễn phí. Đến cuối ngày 14 thì mình đã gặp được boss Lashy. Thằng này thì tất nhiên là nó khó hơn 3 thằng trước rồi. Phase 1 thì nó chỉ summon đệ rồi bắn đạn lung tung trên bản đồ thôi, nhìn cũng rối phết. Nhưng mà mình có cái chiêu triệu hồi xúc tu khá mạnh nên xử bọn đệ khá là dễ. Được tầm nửa máu á, là nó qua phase 2, giờ còn có chiêu tạo làn sóng gai nữa cơ. Nhưng mà lăn qua nó là sẽ ok. Tiếp tục summon đệ trong vô vọng, đến tận 10 thằng luôn. Ngoài ra cái chiêu đập đầu này của nó cũng khó đoán phết đấy. Mặc dù Lashy đã có cố gắng, nhưng mà cũng không qua được cái rìu macaron của các khô. Giết boss cuối thì không được thêm tín đồ, mà được một cái trái tim dị giáo này, dùng để mở khóa thêm kỹ năng hỗ trợ đánh nhau. Bonus thêm được một hình dáng tín đồ nữa nè. Ok, chuyến này bội thu rồi. Sau khi giết được Lashy thì được sếp vỗ vai tăng bốc, thấy cũng nở mày nở mặt. Về đến nhà thì đồ đệ đã đợi sẵn ở đó để chúc mừng rồi. Hảo hảo hảo. Mình xê thêm có mỗi một cái giường phát là đức tin lên bao nhiêu luôn. Ngon chưa? Ngày 15 mình mở khóa thêm công trình mới là nhà 1 và cả nhà tù nữa. Rất tiếc là không đủ gỗ để xây nhà tù, xây thêm mấy cái màu đất trồng vậy. Đang trồng thêm cây á thì Victor nó hồn nhiên đến hỏi muốn ăn phân. Ok, thích thì chiều thôi. Nhỏ lớn chưa thấy ai ăn phân ngon như vậy luôn. Ăn xong thì nó phát bệnh luôn mới hay chứ, cũng bó tay với thằng này. Bày việc ra cho mình làm hay gì trời. Hóa ra cái trái tim dị giáo lúc nãy á, là để mở khóa kỹ năng vương miện này nè. Có 4 cái mình cũng chả biết chọn cái nào. Mình chọn đại cái bóng tối bên trong. Mỗi lần đi ngục á, thì sẽ được thêm một tim đen, cứ thêm máu là tốt. Đủ bia đá rồi nên chúng ta ban hành giáo lý mới thôi. Hiệu ứng ăn cỏ. Mọi tín đồ khi ăn cỏ sẽ không bị bệnh hay khó chịu, rất là tiện lợi luôn. Đi ngục về thì lúc nào cũng bao nhiêu là cỏ.
Hôm nay mình thuyết giáo thì không lên cấp nào nữa. Nhưng mà ngày hôm sau thuyết giáo thì mình lại lên cấp. Mình lên cấp để vũ khí ma ám có thể xuất hiện trong ngục. Vũ khí đó thì nó gọi ma lên đánh phụ mình, tăng một ít đam. Vẫn chưa đủ 25 gỗ để xây cái nhà tù. Thế nên mình phải xây thêm một cái xưởng gỗ nữa. Trong lúc đợi gỗ, mình qua ra tàu chơi xúc xắc kiếm tiền tí. Cắm vào đó cả nửa ngày thì thua một trận và thắng được hai trận. Cuối cùng thì được 10 đồng bạc, không biết có đáng không nữa. Xả stress xong thì mình mở khóa ngục thứ hai. Ngục này yêu cầu phải có 7 tín đồ đi theo, quá dư luôn. Ok, mở xong rồi thì vào thôi. Ngục này tên là Anura, kiểu giống như là sa mạc á. Lượm cái rìu ma cấp 4 nào. Đoạn này vớ va vớ vẩn, khi không để đá nó rơi vào đầu, mất hẳn một máu, phí thật. Cái lá bài óng ánh nhìn đã thế, địch sẽ rơi gấp 3 nộ, quá ngon chứ lị. Cũng giàu giàu rồi nên mình bỏ 20 vàng mua thêm một lá bài nữa, chọn gấp đôi hồi máu đi. Đúng là tính hết rồi. Vừa mua bài xong thì tìm được 1,5 team xanh, tức là 3 team, oh yeah. Đến cuối ngục thì được 2 team xanh nữa, hehe. Boss đầu tiên nên đường đi cũng đơn giản ngắn gọn vãi. Tầng tiếp theo thì chỉ có bí ngô thôi, hốt về để nấu ăn và trồng. Có vẻ như trùng cuối của ngục này là thằng Hackett vì nó hiện ra khè mình nè. Nó ếm cho một tín đồ của mình chết đói. Tội nghiệp tu, số đúng xui. Nhưng mà đang đánh nhau dở đâu ai rảnh mà về. Lại tìm được một đá bài cao cấp nữa. Tăng sát thương 50%, không phải bàn. Thế này thì boss xong phim rồi. Thằng boss đầu tiên ở ngục này là con ếch tên là Gusson. Nó nhả mấy cái cục đạn ra, né khá là dễ. Ngoài ra nó còn đẻ trứng để gọi mấy con ếch con ra. Mình dồn nó vào góc và vả cho như con. Cũng không phải là hoàn hảo tuyệt đối, nhưng mà nhờ cái rìu quá lực cộng với 50% đam, mình cũng thịt được con ếch cho đi xào lăn. Cái con này là mình nhớ lại cái nỗi ám ảnh của một con ếch nào đó. Nice, lại một em nữa về hội. Mình chọn phần thưởng bí ngô để nấu ăn vì nhà đang rất là thiếu lương thực. Chuyến này ngắn này cũng không được nhiều vàng và xương cho lắm, nhưng mà thắng là thắng. Quay về thì lại gặp sếp. Sếp bảo là 4 cái xích đang trói ổng tương đương với 4 cái ngục, mình phải phá đào 4 ngục để trả tự do cho ổng. Ngoài ra ổng còn cho mình một nghi lễ hiến dâng xác thịt, hiến tế một tín đồ để đổi lấy kinh nghiệm và tài nguyên, rất là ngon luôn, dùng để xử những thằng tạo phản. Về đến nhà thì cũng đã tối ngày 17 rồi. Mình làm thêm giường và nhận thêm một tín đồ mới tên là GK, cho GK đi ngồi cúng đi. Ngày 18, việc đầu tiên mình phải làm là thuyết giáo. Sau đó thì ban hành thêm một giáo lý mới, nghi lễ thăng thiên, đưa một tín đồ lên thiên đường và tăng cấp cho những tín đồ còn lại. Cũng tương tự như cái hiến dâng xác thịt thôi, nhưng mà phiên bản tích cực hơn. Cái này dùng để thăng mấy ông già là hợp lý. Mình định hiến tế Cronus nổi loạn, nhưng mà hình như nó đã bỏ nhà đi lâu rồi. Thằng này khôn vãi. Không còn phản động nữa, bảo sao đức tin nhiều thế. Cái đống dâu tây được bón phân này nhìn đã cả mắt, mình còn muốn ăn chứ nó chi bọn nó. Ok, chúng ta xây thêm một cái xưởng gỗ nữa đi. Chắc phải hai cái may ra mới đủ gỗ xài. Giáo phái thì lại lên cấp rồi. Mình mở khóa công thức trại nhiệm vụ, dùng để gửi tín đồ ra ngoài kiếm tài nguyên. Nhưng mà rủi ro là bọn nó có thể chết. Ngày 19, mình ban hành giáo lý mới, hiệu ứng tin và hiến tế. Thêm 20 đức tin khi có một tín đồ bị hiến tế. Thế này thì nó mới là dị giáo chứ. Nay mình nổi hứng qua làng trài câu ít cá. Bọn nó chưa có hồi đầy nên chỉ được tầm một nửa thôi. Cứ câu dần để đấy mới mốt bán xong. Câu xong thì mình về nhà nấu sẵn đồ ăn cho bọn nó để yên tâm đi chiến. Chúng ta quay trở lại ngục sa mạc thôi. Kiếm Macron cấp 4, nice. Vừa vào thì ba ông thần đã đến dằn mặt mình vì mình đã giết Lashy. Bọn nó bắt mình quỳ gối, nhưng mà mình sĩ quá không quỳ, nên tất cả mọi tầng biến thành tầng combat hết. Okay. Các cụ nói lùi một bước tiến ba bước là không sai, trẻ trâu quá cũng không tốt. Hôm nay đi khám phá thì gặp được hội người nấm đang tìm nấm ở trong ngục. Về là lại mà khóa được địa điểm mới là nàng nấm. Ok, để khi khác chúng ta sẽ ghé. Đoạn này mình đánh đo mãi không biết chọn lá bài nào. 20% đam cũng tốt, nhưng mà 20% vô hiệu hóa sát thương thì cũng ngon. Mình chọn lá thứ hai đi. Đến đây thì được cho hai cái vũ khí, cái dao găm là chê rồi, còn cái găng tay này là mới, dùng thử xem nó như thế nào. Ngày 20 mình vẫn ở trong ngục thôi. Cái găng tay này đánh theo kiểu combo 3 nhát, nhát thứ 3 thì nó mới mạnh, chứ 2 nhát đầu thì đam không nhiều lắm. Nói chung là khó đánh hơn rìu và kiếm. Lại gặp được cây gỗ yêu quý nữa rồi, chặt xong phát mình được 4 tim đen, còn nhặt được lá bài cộng một tim xanh nữa chứ, quá trời máu luôn. Một lúc sau thì mình lượm được cái rìu ám cấp 6. Ok, mọi con đường đều hướng đến Rome rồi. 10% khả năng chí mạng, ngon đấy. Vèo phát là tới boss. Con boss thứ hai hình như là con dơi tên là Eligos. Con này summon tùm lum ruồi luôn. Ngoài ra nó còn quẹt ngang bản đồ, phóng ra bao nhiêu đạn nữa. Mới vào mà đã mất bao nhiêu là máu rồi. Cái đoạn này đồ khá là ngon nhưng mà né quá dở không ai đỡ nổi. Thế nên là tạch. Thua thế này là vấn đề kỹ năng thôi chứ không chắc ai được. Ngày 21, mình về nhà thì không còn một tí đức tin nào. Lần nào mà đi động lâu là toàn thế này. Nhanh nhanh thuyết giáo để chữa cháy cái nào. Lại lên một cấp nữa, nice. Mình nâng cấp cái này để có thêm 3 skill mới ở trong ngục. Sau đó thì mình lại mở lấy hội lửa để củng cố thêm lòng tin. Cũng tạm tạm ổn rồi. Các cụ nói lòng tin gắn liền với bao tử, thế nên nấu một nồi đồ ăn nữa là ok là. Hôm nay mở khóa được thêm công trình mới, lò luyện 1. Thế là một loạt những công trình cao cấp đã sẵn sàng để nghiên cứu. Bảo năn nỉ mình nhận một tín đồ bô lão vào giáo phái. Ok, không thành vấn đề. Mình nhận luôn và đặt tên là Tony. Trong game này những tín đồ già là sẽ không làm được gì hết mà chỉ tốn cơm thôi. Nhưng mà chúng ta có thể đem hiến tế để thêm level.
Thế nên ngày 22 mình thực hiện nghi lễ hiến tế luôn, cho lên gặp ông bà sớm, đỡ gánh nặng lại thêm kinh nghiệm cho giáo chủ. Chắc chắn là Tony nó không có buồn đâu. Sức mạnh tuyệt đối 2, vũ khí bây giờ lại tăng thêm vài cấp nữa. Hiến tế xong ai cũng cười hí hí, thấy chưa, có ai buồn đâu. Mọi chỉ số thì đều max, quá tuyệt vời. Xong việc buổi sáng thì mình qua làng nấm tí xem có gì hot. Ở đây cũng bán bài tarot như bên làng trại và có một vài công thức đồ trang trí nữa. Đi sâu vào bên trong thì có một ông tên là Sozo. Ông giao nhiệm vụ cho mình là tìm 10 nấm điên ở trong ngục Anura. Ok, không thành vấn đề. Đoạn này mình bị lú, tưởng là hai nấm trong rừng tối nên là đi nhầm ngục. Không sao, kiếm thêm vàng và xương cũng tốt. Vừa vào đã được hai mảnh bia đá miễn phí rồi nè, ảo phóng thế. Tốc độ đánh tăng 25%, nice. Còn đúng một đồng không mua nổi thêm lá bài. Do mình đã giết hết 4 con boss trong ngục này rồi nên bây giờ nó đã biến thành phiên bản khó. Thêm một vài con quái mới và bọn nó đánh đau hơn nhiều. Trời má, cái thằng này nó trâu, đánh muốn gãy kiếm luôn mà nó không chịu chết mới hay chứ. Nay mình lượm được cái vòng ngon nhất nhì game luôn. Nếu đeo vào thì các tín đồ sẽ không cần ngủ, làm việc thâu đêm luôn. Qua tầng 2 mình gặp được một nhân vật mới là con sâu tên Rasasa. Nó cho đồ ăn miễn phí. Mình chọn 8 cá hồi có vẻ ngon nhất. Nhận quà free xong mình vả hết khách của bọn nó luôn. Nhưng mà không được cái nịt gì, chỉ được mang tiếng là ác thôi. Ở mấy cái ngục phiên bản khó, nếu mình đập cái tượng này là sẽ có một cái cổng hiện ra. Chui vào đó là chúng ta có thể tái chiến với boss cuối của ngục. Và tất nhiên ngục này là thằng Lashy rồi. Thắng thì chỉ được tiền thôi, chả được mẹ gì. Lỡ vào rồi nên phải chiến thôi, có đường ra đâu. Chiêu của nó thì cũng giống như ngày xưa. Nhưng mà bọn đệ thì đông quá, chi chít luôn, không có cơ hội. Thôi, coi như là lấy kinh nghiệm, không vào cổng đó nữa. Ngày 23 mình qua Rato đánh bạc định kiếm tiếp tiền nhưng mà thua sạch sành sanh, không có một xu tính túi, nhục cái mặt đi về. Không sao, chúng ta có cách kiếm tiền ổn định hơn nhiều. Mình về bán hàng giáo lý mới, thu thuế. Từ giờ hàng ngày mình có thể chấn lột tín đồ để lấy tiền. Chấn mỗi đơn có 2 xu à, không có nhiều lắm. Nhưng mà không sao, tích gió thành bão có bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mấy cây bí ngô hôm bữa trồng lớn rồi nè. Đồ họa của game này mình thấy giống Don't Starve ghê, được cái tươi sáng và rực rỡ hơn chứ không có ảm đạm như bên kia. Mỗi lần chuẩn bị đi ngục qua là phải nấu sẵn đồ ăn để đó cho nó chắc. Chúng ta vào lại rừng tối để phục thù thôi. Kiếm mà cà rồng là ngon rồi nha. Lại gặp cái tượng nghìn mắt, mình đổi một tiêm đỏ lấy sát thương vũ khí. Quá là hời luôn vì mình có thể hút máu lại được. Đánh lực hơn hẳn chứ lại. Hôm nay mình được lá bài mở toàn bộ bản đồ khá ngon. Có thể biết chính xác phòng nào có cái gì, cực kỳ tiện lợi luôn. Đi thêm một lúc thì mình lượm được cái vòng đầu lâu. Vòng này 100% là vòng xịn nhất game rồi. Tăng gấp đôi tuổi thọ của tín đồ đeo nó. Tầng 2 là tầng lương thực nên mình vào hái tí dâu tây là xong. Tầng 3 là tầng giải cứu tín đồ. Thế là thêm được một nô lệ, à không, thêm một đồ đệ nữa. Đi thêm một lúc nữa thì mình lượm được một lá bài tím, tăng gấp đôi tốc độ đánh luôn. Holy shit. Qua ngày 24 thì mình tìm được cái cây thần, chặt nó để lấy tí tim đen nào. Được 2 tim đen và 5 gỗ, nice. Ám rìu cấp 8 luôn nè. Mặc dù mình thích cái kiếm hút máu lắm, nhưng mà cái rìu này đam quá to, không lấy không được. Có cái lá bài tốc đánh nên rìu chặt nhanh ngang với kiếm luôn, rất là sướng tay. Lại một lá bài tím nữa, khi còn nửa máu thì tất cả địch sẽ nhận 10 sát thương. Rất tốt để giết sạch mấy con rùi bu mà boss nó summon. Ok, thằng boss của ngục khó này là con mắt tên là Witness Agares. Để xem nó khó cỡ nào. Phase 1 thì nó chỉ có mỗi chiêu vồ thôi, khá là dễ đoán. Đam mình to quá, nó chịu không nổi. Biết ngay là sẽ có trò summon đệ mà, thằng boss nào cũng thế. Mình dùng skill vào bọn đệ như con, không thành vấn đề. Giết hết đệ xong là nó lại vồ xuống. Chỉ có nhiều đây thì không ăn thua rồi con ạ. Lần 2 nó summon ra mấy cái con còn dễ hơn lần đầu nữa. Lần 3 thì ra mấy con có vẻ rối rối hơn một tí, nhưng mà vẫn không thành vấn đề đối với các khô. Giết hết đệ rồi thì thằng boss nó còn gì để đánh nữa. Lên dĩa đi con ạ. Chiến thắng quá áp đảo, quá thuyết phục. Chọn 32 dâu tây đi, nhà đang thiếu đồ ăn. Cái rương ngoài cho một nồi vàng và xương ra thì nó còn cho mình một con mắt của thực thể nữa. Chưa biết để làm gì. Khi đi lại những ngục cũ như thế này và giết được boss, mình có thể chọn về hoặc đi đánh tiếp với những đồ mình có. Đang mạnh thì đi tiếp chứ không nó phí. Hy vọng là bọn đệ nó không chết đói trước khi mình về. Lại thêm được nửa máu đỏ nữa, nice. Đường đi đến boss quá nhẹ nhàng luôn. Tầng 2 là một mảnh bia đá miễn phí. Tầng 3 là bãi đá, được thêm 20 đá nữa. Tầng 4 là ông buôn thú, chỉ bỏ có 21 đồng ra là mua được một tín đồ. 60% discount luôn, quá hời. Và thế là đến tầng boss rồi. Ngày 25 mình lượm được đá bài tăng thêm một máu đỏ nữa. Ok, thằng boss nó mà nhìn thấy bộ bài mình nó chạy sớm. Boss thứ hai là Barbatos và là tái chiến rồi. Nó vẫn có mấy cái chiêu như ngày xưa và thêm một chiêu thải độc nữa thôi. Đến đoạn này thì mình được buff quá nhiều rồi. Boss không phải là đối thủ nhưng mà vẫn phải hit and run, không được chủ quan. Cảm giác đánh boss mà như là đánh creep, quá tuyệt vời. Một run mà hạ hai boss luôn, không thể thành công hơn được nữa. Mình có thể đi tiếp nếu muốn, nhưng mà đi lâu quá thì thần dân chết đói hết, nhưng ở đây là đẹp rồi. Chuyến này thu hoạch quá trời luôn, hơn 100 vàng và hơn 100 xương. Thành tích tốt quá nên được sếp gọi lên khen thưởng. Ông cho mình một cái rương để có thể bán đồ đổi lấy vàng. Ngon, sắp hết nghèo rồi các bạn ơi. Về đến nhà thì phải lao đầu và nấu ăn ngay. Mình đi ngục hơn 2 ngày luôn nên mà nó đói lắm rồi. Legoshi hôm nay nổi hứng tạo phản nên mình xây một cái tù và tống nó vào tù ngay và luôn. Mỗi ngày mình giáo huấn một lần á là sau vài ngày nó sẽ ngoan lại thôi. Sắp thu nhận thêm thành viên nên phải xây sẵn vài cái giường trước đã, chứ không bọn nó lại than. Hôm nay có 3 thành viên mới vào hội, tên là Long, Jeff và Lâm.
đã đến lúc nghiên cứu cái nhà vệ sinh rồi đó. Bọn này xả tùm lum không ra cái hệ thống gì hết. Nhưng mà vệ sinh nó cần gỗ ván mới đau chứ. Thôi tạm thời vẫn phải đi hốt phân cho bọn nó. Hôm nay mình sẽ ban hành giáo lý mới là hiệu ứng giấc ngủ. Các tín đồ nếu mà ngủ trong nhà xịn á thì sẽ có thêm đức tin, về lâu dài rất là ngon. Còn với thời gian mình tranh thủ thu hoạch dâu tây tí là hết ngày. Ngày 26 sau khi xây lại hai xưởng gỗ, mình ra cái rương bán cá đổi vàng tí. Mấy con tôm, mực, bạch tuộc, hải sản bán được giá kinh. Bán tí cá mà kiếm được hơn 200 vàng ngon thật. Tranh thủ nấu ăn sẵn cho bọn nó để yên tâm đi ngục xem nào. Hôm nay không đi ngục cũ nữa, đi cái ngục mới Anura đi. Vũ khí lần này là găng tay Macaron cấp 7. Vẫn không quen vũ khí mới nên chết quá nhanh, quá chóng vánh luôn các bạn. Về nhà thì giáo phái lại lên cấp, học công thức hợp phân đi. Để cạnh trang trại bọn nó sẽ tự bón phân cho kê. Ngày 27 mình chỉ đạo xây thêm một cái xưởng gỗ nữa cho chiến. Gỗ lúc nào cũng âm. Nay thuyết giáo thì lên được một cấp nữa, nice. Mở khóa được vũ khí bị nguyền. Cầm cái vũ khí này nếu mà ăn nổ thì cũng sẽ được điểm tín ngưỡng, tức là cấp của giáo hội. Dùng để farm level mà khóa nhanh công trình cũng được phết. Thuyết giáo xong thì mình ban hành thêm giáo lý mới, nghi lễ cúng vật. Thực hiện nghi lễ này giống như là chấn tiền tín đồ hàng loạt vậy, ngon. Bây giờ mình đang nhiều tiền nên không cần chấn, làm cái nghi lễ nhịn ăn đi. Mình vẫn thấy cái lễ này là xịn sò nhất trong game. 3 ngày tiết kiệm được bao nhiêu là đồ ăn, đầu game hay cuối game đều quan trọng. Hôm nay Long cho mình một nhiệm vụ xây 3 đồ trang trí nhà, phải kiếm cái gì nó rẻ rẻ mới được. Cái đèn này tôi có 2 đá với 3 cỏ chắc là đủ rẻ rồi. Cứ để đó cho bọn nó xây. Chúng ta vào ngục làm nhiệm vụ trông nấm cái. Hôm nay lượm được cái rìu mới, rìu ân sủng, vừa mới nghiên cứu xong. Mấy lá bài tăng máu không bao giờ là dở hết, có là lấy. Mình mua thêm một lá bài nữa và chọn tăng chất lượng rương mở ra. Qua ngày 28 mình lượm được thêm một lá bài free, tăng 25% sát thương của lời nguyền. Tầng 2 chúng ta chọn gỗ đi, đang thiếu gỗ. Đập hết đống này được gần 30 gỗ luôn, ngon. Tầng 3 thì mình được lá bài ngon, tăng 20% sát thương vũ khí. Đến cuối tầng thì có đồ nâng cấp, kiếm cấp 8 hoặc là kỹ năng đạn lửa. Đánh đo mãi mình chọn nâng cấp qua kiếm xài. Qua tầng 4 mình được lá bài tăng 25% tốc đánh. Về phần công như vậy là quá ổn rồi, nhưng mà hơi ít máu tí. Hộ vệ thần thánh, bất tử trong 2 giây. Skill này thủ ngon đấy. Ok, vậy là yên tâm vào boss rồi. Tái chiến hiệp 2, let's go. Vừa mới vào đã mất 1/5 máu một cách chóng vánh rồi, đau. Nhưng mà vẫn cầm cự, rìa boss được 2/3 máu thì tạch. Yeah, né rồi kém quá. Ngày 29 về nhà mình mở khóa công thức trại nhiệm vụ. Mai mốt gửi đồ đệ đi kiếm tài nguyên cho đỡ nghèo. Hôm nay giáo huấn xong thì Legoshi nó ngoan rồi, cho ra tù thôi. Thằng này vừa ra thì thằng khác giở trứng, cho thằng Lâm vào tù luôn. Khổ, bọn này không để mình nghỉ ngơi được tí nào. Chắc phải làm 2 cái tù cho nó chắc. Không còn một tí đức tin nào luôn. Vào truyền giáo nhanh cái nào. Ren nó cũng già rồi nên mình một công đôi việc, làm nghi lễ thăng thiên cho nó luôn. Thằng nhanh không nó lại tạch bắt công, còn được thêm một ít xương với thịt nữa. Nice. Bây giờ làm thêm cái lễ hồi lửa nữa là niềm tin ok luôn. Yep, quá ổn. Alright, chúng ta ban hành giáo lý mới thôi. Nghi lễ biển cả, tăng gấp đôi số lượng cá câu được và tăng tỷ lệ ra cá hiếm. Nghe mà thấy mùi tiền không rồi đấy. Cũng tốn 75 xương và được 10 đức tin. Giáo phái lại lên cấp nữa, mở khóa vòng triệu hồi quỷ đi. Nhưng mà lúc này mình cũng chưa biết xài nó như thế nào. Hôm nay mới xây được cái lò tinh luyện. Cái lò này để làm gỗ ván, đá cắt và vàng thỏi. Xây mấy cái nhà cấp cao toàn dùng những nguyên liệu này không à. Đang rất cần gỗ để xây nhà vệ sinh, bắt bọn nó làm luôn mới được. Xong thì mình xây cái hộp đựng hạt với 20 vàng, 10 gỗ và 10 đá. Để cái này ở gần trang trại là đồ đệ nó sẽ lấy hạt trong hộp tự trồng luôn. Đang xây xưa trồng rau thì thằng Legoshi nó đến đòi cho thằng Bảo ăn phân để trêu nó. Thằng này ác, rất hợp với giáo hội của mình. Ok, nấu một bát xít hầm nào. Nhìn nó ăn cũng ngon chứ bộ. Ăn xong cái bệnh luôn. Thằng Bảo này quá yếu đuối, không làm việc lớn được. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ tín đồ được đến 20 đức tin lận, đáng để đánh đổi. Hôm nay mình vẫn chưa hứng đi ngục lắm nên là chúng ta làm cái nghi lễ biển cả đi. Sau đó đi câu cá kiếm tiền một tí xả stress. Trước khi đi mình còn hào phóng nâng cấp một vài cái giường lên thành lều ngủ. Lều nó lâu hư hơn và tín đồ cũng vui vẻ hơn. Qua làng trài thì đúng là toàn cá to không, nhìn đã mắt thật. Mình câu cá liên tù tì đến giữa trưa ngày 30 mới xong hết. Đủ cả 4 con cá để làm nhiệm vụ cho ngư dân luôn. Cứ chọn một con cá là ông sẽ cho lại mình một mảnh ngọc kỳ bí. Đủ 4 mảnh thì ghép lại thành bùa may thần thánh. Bùa này là dùng để đổi áo choàng hỗ trợ đánh nhau. Nghe có vẻ hay đấy. Cái lễ hội biển cả này nó làm cá hồi sinh nhanh thật. Mới đứa nói chuyện một tí thôi mà đã ra được bao nhiêu con cá nữa rồi. Câu đến tận tối mới hết. Mình về đến nhà thì đã có gỗ ván rồi. Xây được cái nhà vệ sinh rồi, ố dè. Xây gần trang trại đi, bón phân cho nó nhanh. Tranh thủ đi bán cá kiếm tiền tí. Bán xương xương thôi mà được gần hơn 200 vàng luôn. Ngày 31 giáo hội lại lên cấp. Mở khóa cái gì đây? Tất nhiên là cái trạm y tế rồi. Bệnh mà không chữa ngay nó dễ lây thành dịch, phiền phức lắm. Nay thuyết giáo thì mình lại lên một cấp nữa. Tăng số lượng ân sủng tối đa đi. Tức là tăng sức chứa của cái bình nộ của mình ấy mà. Ban hành thêm giáo lý mới nữa nào. Cái nghĩa là hồi sinh này đỉnh vãi luôn nè. Hồi sinh lại những tín đồ đã chết và bọn nó vẫn giữ nguyên cấp và đồ luôn. Không chọn cái này là sai lầm lớn. Cũng tốn khá xương đấy chứ không đùa đâu, nhưng mà cực kỳ đáng. Giờ mình mới được dùng cái bùa may mắn để đổi áo choàng đây. Quá nhiều cái mình mần một lúc không biết chọn cái nào luôn. Cái nào cũng có một cái điểm yếu gì đó, không ngon ăn cho lắm. Cuối cùng mình chọn cái áo màu vàng. Cứ một lần giết địch là sẽ tăng 5% đam. Nhưng mà nếu mình dính đam là nó sẽ reset. Và đam mình nhận được thì nhân gấp đôi. Chơi kiểu này là chơi kiểu no hit. Cố gắng không để mất máu thì nó mới ngon. Nghĩ lại không hợp với mình vì mình né khá là xịt.
Nay mình tiếp tục nâng cấp đầu ngủ cho đồ đệ, làm thêm 5 cái nữa đi, mỗi ngày làm một ít. Lễ hội biển cá vẫn còn đang tác dụng, chúng ta phải tranh thủ tận dụng đi câu cá tiếp. Mới đó thôi mà cá lại đầy đàn rồi. Cái lễ này kiếm tiền số 2 thì không ai số 1 thật. Mình câu cá đó lòi mồm đến đêm luôn mà vẫn chưa hết. Và đến trưa ngày 32 mới xong hết cá. Cảm giác thành đại gia rồi nên mình mua hết bài tarot ở đây luôn. Mỗi lá có 25 đồng thôi, quá rẻ. Cứ 10 giây bắn ra một viên đạn, nghe cũng hay. Tăng thêm hiệu quả thu thập tài nguyên, không ngon lắm. Tăng 20% sát thương vào ban ngày, cũng được, vì ban ngày dài hơn ban đêm nhiều. Mấy cái công thức trang trí này đắt quá nên mình không quan tâm. Tiện đó thì qua làng nấm mua bài luôn chứ nhỉ. Lăn vào kẻ địch thì sẽ gây sát thương, ngon. Tăng 30% sát thương vào ban đêm, tạm được, vì ban đêm hơi ngắn. Nếu mà tăng 50% thì ngon. Tăng tốc độ di chuyển 25%, cái này quá ngon rồi. Mua hết xong thì chúng ta kéo về thôi. Nay giáo huấn thằng Lâm một lần nữa là thả nó ra tù được rồi. Ngoan ngoãn nhé, không là cho lên bàn tế bây giờ. Đám đồ đệ của mình giờ này trồng cây hơi bị sai luôn. Nhìn muốn hái ghê nhưng mà thôi kệ nó đi, mình đi làm việc quan trọng hơn. Nay vẫn chưa truyền giáo nên là tranh thủ truyền giáo nhanh cái. Tiếp đó mình ban hành thêm giáo lý mới. Cứ tưởng là kiếm mấy cái bia đá này khó lắm, nhưng mà đồ đệ nó cứ lên cấp vù vù nhiều vãi luôn á. Nghi lễ đấu tranh để mà nó đánh nhau tới chết giải trí, hoặc là nghi lễ đám cưới. Mình cho đám cưới đi, cưới một tín đồ bất kỳ để tăng 30 đức tin cũng được, dùng để giải nguy lúc cần thiết. Thế quái nào mà hôm nay lại có thêm một tín đồ mới nhỉ? Mình kéo nó về từ lúc nào ta? Thôi kệ, có thì nhận, đặt tên là Long đi. Thằng này vừa vào đã làm phản luôn, may mà cái tù vừa trống. Trong các bàn lúc nào cũng phải có ít nhất một thằng phản tặc hay sao á. Ngày 33 đã đến lúc mình quay lại ngục rồi. Lần này được cái rìu macaron cấp 7 luôn, ngon. Mới phòng đầu tiên đã lượm được lá bài ngon. Địch sẽ rơi gấp 3 nộ, nice. Cộng với lá bài tiêu thụ ít hơn 20% nộ, chắc là xài executed gear nhỉ. Tưởng ngon ăn lắm cơ mà tạch trong tích tắc, chưa qua được tầng 2 luôn. Lâu ngày không đánh nhau nó vậy đấy. Thôi lại ngầm ngồi đi về. Cái buồng thú tội này có vẻ hay nè, tăng cấp cho tín đồ hơi bị nhanh. Hôm bữa mình có nghiên cứu cái vòng triệu hồi quỷ mà chưa xây, hôm nay xây thử xài xem nó như thế nào. Tiện đó xây luôn cái trại nhiệm vụ đi. Cái vòng này có thể biến đồ đệ thành quỷ để nó đi theo hỗ trợ mình. Mỗi loại quỷ có một hiệu ứng khác nhau. Đoạn này mình tưởng biến quỷ cái là bọn nó hy sinh luôn nên không dám xài. Thực ra là bọn nó không có chết đâu nha. Sau một lần đi ngục là sẽ biến lại bình thường. Còn cái trại nhiệm vụ này hay phết nè. Gửi một tín đồ đi để kiếm gỗ, đá, vàng hoặc là thịt cho mình. Cấp bọn nó càng cao thì tỷ lệ sống sót càng cao. Cho Victor đi kiếm gỗ đi, 94% chắc là không chết được đâu. Ban đêm mình tranh thủ xây thêm một cái hộp đựng phân ở cạnh nhà xí nữa. Bỏ phân vào hộp là bọn nó sẽ tự bón luôn. Cái trang trại này coi như tự động hóa đến 90% rồi. Ngày 34 là ngày quay lại ngục Anura. Nguyên kiếm cấp 7, cũng tạm được. Mới vào đã lượm được một cái vòng mới rồi nè. Vòng thiên nhiên, cái này cho mấy đứa thu hoạch tài nguyên là ngon. Ngoài ra còn có một lá bài tăng chất lượng của rương nữa. Mình đã dùng áo tròn vàng nên phải cố gắng không được ăn đam. Giết càng nhiều quá thì đam càng nhiều. Cộng 90% đam cũng khủng phết chứ này. Lá bài vô hiệu hóa sát thương này là quá hợp với cái build này luôn. Mình mua thêm lá bài mở toàn bộ bản đồ nữa cho nó dễ nhìn. Cho đời này đi, cho nó nhẹ nhàng ít địch. Ở tầng 3 mình gặp được một thằng hơi láo. Nó bảo là mình nhận ngu đi ấy, thì nó sẽ theo mình. Thế là mình phải giả ngu và nó nhận làm đồ đệ để về cho mình hành luôn. Không biết đứa nào là ngu đây. Lên tới tầng boss, mình tìm được cái rìu ân sủng cấp 8. Áo vàng mà cộng với rìu thì chém hơi bị lực nha. Đến phòng boss thì đam mình được buff lên đến 170% luôn. Quá kinh. Ok, hiệp 3 với thằng Elegos. Đoạn đầu đam khỏe nên mình chặt thằng boss nó vỡ mồm. Nhưng mà được tầm 2/3 máu thì ăn hai chiêu của nó một cách khá chóng vánh. Còn có nửa máu nên đánh khá là rén. Nhưng mà từ từ cẩn thận từng bước một thì cuối cùng cũng hạ được thằng boss. Về vườn làm nhóc. Phần thưởng gì nhạt nhẽo thế, chọn hạt bí ngô đi. Thêm một bia mộ nữa, lại có giáo lý mới rồi, ố dịa. Chuyến này đi nhanh không kiếm được nhiều xương lắm, nhưng mà được một ít nấm cho ông Sozo. Ngày 35 về nhà mình mở khóa vòng triệu hồi quỷ cấp 2. Có mấy đứa già sắp xuống lỗ rồi nên mình làm cái nghi lễ thăng thiên đuổi bọn nó đi gấp. Cả Legoshi và NPL đều già, cho NP đi trước đi. Nhanh thật, mới ngày nào vào hội VLK đã phải chia tay rồi. Đến tận 4 đứa lên cấp luôn chứ không đùa đâu nha. Còn Legoshi thì làm lễ hiến tế. Đồ đệ không có kinh nghiệm nhưng mà mình thì có. Tiếp tục nâng cấp bình nộ đi, chờ chiều cho nó đã. Xong hai cái lễ thì mình ban hành giáo lý mới luôn. Hiệu ứng tin vào sự tự do. Nếu một ngày mà không có đứa nào trong tù thì mọi người sẽ tăng 10 đức tin. Ngon đấy, nhưng mà liệu ngày đó có xảy ra không? Hôm nay giáo phái chúng ta chào đón thêm hai thành viên nữa, là Kronos đệ nhị và Legoshi đệ nhị. Legoshi thì vừa tế xong, còn Kronos là cái thằng phản tặc bỏ nhà đi lâu rồi. Hy vọng là thằng con nó ngoan. Vừa vào hội cái thì Legoshi đệ nhị đã đòi tình tứ với Long. Nó nhờ mình đi kiếm 10 bông hoa ở trong ngục rừng tối. Ok, vậy là phải quay lại đó rồi. 4 đồ đệ lên cấp một lúc, nên mình lại được thêm một mi đá nữa. Tuy nhiên mỗi ngày chúng ta chỉ ban hành được một giáo lý mới thôi. Đến cuối ngày thì giáo hội mình lại lên cấp. Mình mở khóa giáo hội 3, thêm được một nồi công trình cao cấp nữa. Trong đó mình thấy cái nhà tín đồ và nông trại cấp 2 này là ngon nhất. Cuối ngày mình mới phát hiện là có ông buôn thú ở ngay đây luôn. Mình có thể bỏ tiền ra mua tín đồ nếu muốn, nhưng mà không có giảm giá gì hết nên khá là đắt. Ngày 36 mình về nhà nhận tín đồ mới luôn, đặt tên là Bomb. Không hiểu là lúc đó nghĩ cái gì mà đặt cái tên này nữa. Xong thì mình đi ngục sa mạc luôn để đánh thằng boss thứ 3. Đoạn này đông quá nên lại bị nó vả cho vỡ mồm.
Thôi đi về nhà thuyết giáo lên cấp cái. Sức mạnh tuyệt đối 3. Vũ khí bây giờ lại lên vài cấp nữa. Nice. Hôm nay khôn hơn rồi nên mình bắt đầu dùng cái vòng triệu hồi quỷ. Cho thằng Bảo thành quỷ để nó đi đánh phụ mình. Ok, quay lại ngục thôi. Lần này cố gắng hơn một tí nhưng mà vẫn thạch một cách tức tưởi. Đeo keo vàng bọn quái đánh rát lắm. Máu thì ít nữa chứ. Các bạn có thể thấy là mình chết nhưng mà thằng Bảo nó không chết. Nó chỉ mệt thôi. Một thời gian sau là dùng lại được. Thôi không đánh đấm gì nữa. Ban hành giáo lý mới thôi. Hiệu ứng lắng nghe. Mỗi lần mình thuyết giáo thì sẽ được thêm đức tin. Rất là căn bản nhưng mà ngon. Ngày nào mà chả thuyết giáo. Ngày 37 thế quái nào mình lại không còn một đồng dính túi. Đi bán cá một ít thôi là lại rùng rình tiền. Bọn này có nhà sĩ rồi mà vẫn ỉa bậy mới hay chứ. Chắc là bị đầy. Đã thế xây thêm một cái nhà sĩ nữa cho chắc. Ok, hết việc làm rồi. Chúng ta quay lại ngục thôi. Mới vào mà thấy cái dao găm là thấy nản rồi đó. Chưa qua nổi tầng 1 thì bỏ mạng tiếp. Chết. Kiểu này chắc không qua nổi thằng boss thứ 3. Có khi cái vòng triệu hồi quỷ cấp 2 này sẽ giúp được mình. Cấp 2 thì sẽ kéo được hai thằng đệ đi giúp mình một lúc. Ngày 38 đến ngày 40 mình chỉ bế quan luyện kiếm ngầm cho đỡ gà thôi. Chứ cũng không có gì thay đổi trong căn cứ hết. Ngày 41 mình mở khóa công thức tượng tế vật. Cái này nghe nói ngon phết. Xây để đồ đệ nó hiến đồ free cho mình hàng ngày. Tiếp đó mình nâng cấp trang trại lên cấp 2 luôn. Cái này tốn 10 gỗ ván nên bây giờ mới có đủ tài nguyên để làm. Vậy là từ giờ nông trại đã tự động hóa 99% rồi. Chỉ phải cung cấp hạt và phân bón vào hộp thôi. Hôm nay mình lại ban hành được thêm giáo lý mới. Chọn nhánh thực phẩm đi. Mình chọn hiệu ứng siêng năng, tăng 10% tốc độ làm việc và cầu nguyện, nhưng mà có khả năng sẽ bị kiệt sức sau nghi lễ tẩy não. Cái nghi lễ này mình chưa có thì phải, nghe lạ vãi. Hôm nay kiếm đủ nấm rồi nên mình qua làng nấm đưa cho ông Sozo thôi. Xong nhiệm vụ thì ông cho mình một mảnh bùa, nice. Vừa đưa 10 nấm xong, ông lại đòi thêm 20 nấm nữa. Xong nói bố ngay từ đầu luôn đi. May mà mình cũng mang đủ lên đưa ông luôn. Đưa xong thì ông cho mình một màn xay nấm. Và sau đó mình mở khóa được một nghi lễ mới, nghi lễ tẩy não. Thực hiện nghi lễ này thì đức tin sẽ bị khóa cứng trong 2 ngày. Ngon vãi. Cái này cộng với nghi lễ nhịn ăn là tha hồ đi chinh chiến luôn, không phải lo. Nhưng mà tốn đến 25 nấm lận nha, lại phải trồng thêm nấm rồi. Ngày 42 xong việc nhà mình quay lại ngục Anura. Lại dao găm, chán. Được cái tầng đầu tiên chơi hơi xuất thần nên không mất một tí máu nào. Đam tăng tận 120% luôn, quá ngon. Cái lá bài thêm tim đen này mới nè, nhìn lạ vãi. Chơi hết tầng thì mình tìm được lá bài thêm tim xanh nữa. Tầng 2 chúng ta chọn tim đi, biết đâu được thêm tim xanh. Đúng là ông trời phù hộ, được thêm một tim xanh nữa, hè hè. Tầng tiếp theo thì chỉ có đá free thôi, phải rare. Ở tầng cuối cùng mình lượm được cái rìu đam siêu khỏe luôn. Thế là thoát được cái dao găm rồi. Liệu đây có phải là chuyến đi thành công không? Đi thêm một lúc thì mình gặp thằng Headcat. Nó thấy mình sắp đến nơi gõ đầu nên hơi hèn. Cho một đống tín đồ của mình chết đói. Thôi bây giờ cũng không làm được gì, đi nhanh rồi về nấu ăn. Đúng là nhanh thật, qua được mấy phòng lăn quay luôn. Thực ra là chiến thuật về nhanh không mà nó chết đói. Về đến nhà đã thấy có thằng mèo rồi đấy. Nhưng mà phải đi nấu ăn trước đã. Thực ra là GK chết vì tuổi già sức yếu chứ không phải chết đói. Ok. Có sẵn cái hố chôn mình đào từ xưa rồi này. Bây giờ mới được dùng. Còn hai đứa bị bệnh nữa chứ. Xây một cái trạm xá đi. 5 gỗ ván, 10 hoa và 20 vàng. Bỏ ra 15 hoa là tao có thể chữa bệnh cho bọn nó ngay tức khắc luôn. Đúng là thuốc thánh. Nhưng mà 15 hoa thì cũng hơi chát đấy. Ngày 43 biết thân biết phận, mình đổi lại cái áo mặc định. Đeo áo vàng thì nét phải tốt, skill phải cao chứ cứ như mình chưa không nổi. Dạo này thuyết giáo lâu lên cấp cực luôn. Chắc phải cả tuần mới lên được một cấp. Nhưng mà ban hành giáo lý mới thì vẫn cứ nhanh. Chọn nhánh lao động và tôn thờ đi. Nghi lễ khai sáng, tăng tốc độ cầu nguyện 20% trong 3 ngày. Cũng tạm được, không quan trọng cho lắm. Lần trước đi ngục chết nhưng mà mình vẫn kiếm thêm được một tín đồ. Mình nhận và đặt tên là Tracer. Oh, còn thêm một đứa nữa, đặt tên là Quang đi. Hôm nay mình muốn xây thử mấy cái tượng lễ vật này. Hơi đắt đấy, mỗi cái tốn 10 đá và 20 gỗ lận. Xây trước thử 3 cái xem nó như thế nào. Để xem đồ bọn nó tế mình hàng ngày có ngon không. Cái nhà thờ di chuyển lên trên một tí cho nó đỡ vướng. Vừa xây xong mà Long nó đến cúng rồi nè. 3 đá, được đấy, xây thêm một cái nữa đi. Rất tiếc là hết đá rồi chứ không mình xây nữa. Quân số bây giờ cũng đông đông rồi, nên phải xây thêm một cái trang trại nữa thì may ra mới đủ ăn. Được rồi, để bọn nó tự xử đi, mình đi chiến tiếp thôi. Lần này không xài cái áo vàng nữa có thể sẽ khá hơn. Trời ơi, lại là dao găm nữa. Ít ra có lá bài tăng đam vớt vát lại. Đến đây thì mình đổi được một tim đỏ lấy hai tim xanh, có vẻ hơi lỗ. Qua ngày 44 thì mới xong được cái tầng 1, khổ với sợ. Tốt nhất là chọn con đường dễ nhất, chọn tầng gỗ đi. Tầng tiếp theo mình gặp ông Ratu. Ông thách mình không được né trong 3 phòng tới. Thôi em xin, chơi game này mà không né thì khác nào tự sát. Tầng thứ 3 có cái biểu tượng đổi tim này lạ hoắc luôn. Hóa ra là đổi một tim đỏ thành hai tim đen. Tốc độ tấn công tăng 50% luôn. Nice. Hôm nay mới được gặp lại cái tượng vàng này. Lần này có tiền rồi nên mình cúng luôn. Hóa ra là máy quay gacha các bạn ạ. Mỗi lần cúng là sẽ được nhận lại hên xui. Mình được có 17 đồng. Lỗ. Tức quá, cướp vàng của nó luôn. Thế nên là nó cáu, lần sau quay nó lấy sạch vàng của mình luôn. Thần mà cũng cay cú nữa. Thôi rút kinh nghiệm lần sau. Mãi mới thoát được cái dao găm, kiếm macaron hồi máu, nice. Tiếc là mình ít tim đỏ quá không ăn thua. Cố đấm Enso đến được boss thì còn có 2 tim, căng. Thằng boss thứ 3 là con ếch tên là Zepa. Ghét nhất mấy thằng boss mà vừa vào đã summon đệ rồi. Sau khi giết hết đệ nó thì nó chỉ có cái siêu full ruồi thôi, cũng không có gì khó lắm. Nhưng mà các khô bờ rồ quá nên toàn xông đến chỗ boss nó đạp, thế là xong đời. Thôi kệ, ít ra còn tiến bộ hơn lần trước, đi được đến boss.
Ngày 45 về nhà thì thấy Long đã làm nanh quay ra giữa bãi nôn mửa. Sốc thuốc à? Chết thì chôn thôi chứ sao giờ. Legoshi đại nhị cho mình cái nhiệm vụ xây đồ trang trí, nhận luôn, vừa dễ vừa có thêm đức tin. Tiếp tục ban hành giáo lý mới nào, còn 4 cái giáo lý nữa là full rồi. Nghi lễ lao động là vinh quang, các tín đồ sẽ làm việc 3 ngày 3 đêm không mệt, quá xá là ngon luôn. Lâm đi làm nhiệm vụ về rồi nè, được 42 gỗ, ngon. Bây giờ cho ai đi tiếp đây, toàn mấy đứa cấp thấp không, bọn cấp cao nó xuống mộ hết rồi. Cho Cronus đại nhị đi kiếm đá đi, 81% chắc không chết được đâu. Các bạn nhìn đồ của bọn đệ nó cúng nè, không biết lấy đâu lắm đồ ngon thế, chắc là biển thủ công quỹ. Thế thì phải xây thêm 2 cái nữa chứ, càng nhiều càng ít. Ok, ổn rồi, đi tái chiến tiếp. Nay đi được đến tầng 3 là tạch, nhưng mà ít nhất là tầng 2 còn kiếm thêm được một tín đồ về. Ngày 46, giáo hội cuối cùng cũng lên được một cấp. Lâu lắm rồi mới được mở khóa nhà mới. Mình mở tượng cầu nguyện để kiếm thêm kinh nghiệm cho giáo hội. Nhưng mà quan trọng là lúc sau chúng ta sẽ mở khóa được nghi lễ rẻ hơn 50%. Oh yeah. Ít quân số quá nên bây giờ không còn đứa nào ngồi cúng full time nữa rồi. Phải tuyển thêm lao động gấp. Nhưng mà trước hết vào làm nghi lễ thăng thiên cho mấy ông già cái. Goodbye bảo nhá, ra đi vui vẻ. Có thể mình sẽ gặp lại sau. Thích nhất cái là thăng xong bọn nó lên cách hàng loạt nhìn đã mắt ghê. Cronus đi kiếm đá trở về bị ngang rồi nè. Tốt tốt tốt, cho nghỉ ngơi. Thế là lại xây thêm được 2 cái tượng lễ vật nữa. Nice. Bây giờ cứ có đá là mình xây thêm tượng. Cuối ngày mình làm luôn cái nhiệm vụ là thực hiện nghi lễ tẩy não. Lễ này thì cần 25 nấm chứ không cần xương. Xây nấm xong là bọn nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời trong 2 ngày. Tuyệt vời. Ban hành thêm một giáo lý nữa. Cho một tín đồ làm người thu thuế, nó sẽ đi thu tiền hàng ngày cho mình. Không thể hợp với các khô hơn được nữa. Bây giờ mình mới để ý là ăn nấm xong có đến 3 đứa bị bệnh luôn. Tất cả là tại cái hướng siêng năng chứ đâu. Thôi lỡ phóng lao phải theo lao. Đã vậy còn có một đứa mới vào hội cũng bị bệnh luôn chứ. Đuổi nó không được, đặt tên là R5 đi. Cũng may mà mình có đủ hoa để chữa hết cho bọn nó. Một phát bay 60 hoa luôn. Cực khổ bao nhiêu lâu mới kiếm được. Giờ mà nó cho một quả dịch nữa là toang đấy. Đến mà mình thích nhất trong ngày rồi, thu hoạch đồ cúng tế. Điều này chắc phải mở giáo hội ngoài đời thật. Ngày 47 mình ra cổng mua một ít hạt bí ngô về trồng. Các bạn không biết là ở đây có ông bán hạt đâu đúng không? Giờ mình mới biết luôn, cứ để trong hộp và nó tự lo được. Quay lại làng nấm trả nhiệm vụ thôi. Ông Sojo ông cho mình thêm một mảnh bùa nữa. Thế là được full một cái nữa, tức là một cái áo mới. Ngoài ra ông còn cho mình một công thức tượng và yêu cầu mình xây nó nữa. Tốn tận 20 vàng thỏi á. Ok, cứ để đó đi làm xong. Về đổi áo cái đã. Xem chán chê thì chỉ có cái áo trắng này là hài lòng nhất. Vừa vào ngục là sẽ có 4 lá bài luôn, nhưng mà sẽ không nhặt được thêm bài trong ngục nữa. Rất là hợp để đi những ngục ngắn. Nay thuyết giáo thì cuối cùng mình cũng lên được một cấp. Chọn thêm 3 kỹ năng mới khi đi ngục đi. Ok, chúng ta đi để mua cái áo mới nào. Cũng ngon phết, thêm ít tim, tăng chất lượng rương về lâu dài khá tốt. Còn bắn đạn thì tăng đam thôi. Rìu ân sủng không ngon lắm nhưng mà có rìu là được. Thế quái nào mà đi nguyên tầng 1 không mất giọt máu nào cũng hay chứ. Đến cuối tầng thì chỉ được cái công thức trang trí thôi, củi mía. Tầng 2 thì mình mua được một đồ đề mới với giá 0 đồng luôn. 100% discount. Cảm ơn anh Hellop đẹp trai nhé. Tầng 3 thì không suôn sẻ bằng tầng 1, mất một máu và trả lượng được đồ gì ngon. Tầng 4 thì mình phải dập mặt đánh mấy chục con quái mới cứu được một thằng đồ đề mới. Chuyến này chưa gì đã được 2 công nhân mới rồi, good. Đến gần boss thì còn có một máu duy nhất. May sao gặp được cái cây thần này nó cho thêm một máu đen. Gặp lại chép 3 hiệp 2. Mặc dù ít máu nhưng mình chiến đấu khá kiên cường, đập được thằng boss gần chết luôn. Cơ mà khúc cuối mất bình tĩnh không giữ được cái đầu lạnh nên bị boss nó chậm chết. Nhưng mà ra chuyến này lượm được cái vòng đầu lâu siêu xịn luôn và kiếm được 2 đồ đệ nữa, cũng không phải là thất bại hoàn toàn. Ngày 49 mình về nhà mở khóa kỹ năng nghi lễ rẻ hơn 50%, sau đó còn có chiêu giảm một nửa thời gian hồi nghi lễ nữa. Ngon 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 ngon. Nhận 2 thành viên mới vào đội thôi. Đứa đầu tiên mình đặt tên là Ken, thằng này ngồi thờ nên mình cho nó cái vòng sản sinh tín ngưỡng nhanh hơn, quá hợp. Đứa thứ hai tên là Bằng, cho đi chặt đá, tặng Bằng cái vòng đầu lâu mới tinh luôn. Cố gắng sống lâu để cống hiến cho sư phụ nghe chưa. Mới đi có mấy ngày mà xưởng gỗ xưởng đá nó sập banh hết luôn. Thế thì phải xây lại chứ sao cho bọn nó nghỉ được. Như thường lệ mình vào thuyết giáo và ban hành giáo lý mới. Hiệu ứng chết trẻ, nếu bộ lão bị hiến tế thì sẽ được đức tin, còn để chết tự nhiên là mất đức tin. Tóm lại già là cho thăng hết. Vừa mở quá skill xong nên giờ mấy cái nghi lễ nó rẻ ghê, nhìn đã cả mắt. Làm cái nghi lễ nhịn ăn cái nhỉ. Bọn này vẫn đang bị tẩy não nên mình làm một lượt mấy cái nghi lễ tiêu cực luôn. Tiếp theo sẽ là nghi lễ hiến tế. Lâm già rồi thì cho đi thôi chứ đắn đo gì nữa. Bao nhiêu là kinh nghiệm, lên hẳn một cấp luôn. Mình tiếp tục chọn thêm 3 kỹ năng mới ở trong ngục. Thế này mới là giáo phái đích thực tẩy não cho nhịn ăn mà bọn nó vẫn vui vẻ cuồng đạo như thường. Ok, yên tâm quay lại ngục được rồi. 4 lá bài lần này có vẻ khá cùi. Cái găng tay mình cũng rất ít xài nên không quen cho lắm. Ngày 50 mình đi hết tầng 1 thì còn nửa máu. Tưởng đâu xong rồi thì tầng 2 là có phòng hồi máu, nice. Hồi đầy máu còn được thêm nửa tim xanh nữa. Đa đánh ngon thì nghe tin thằng Jeff ở nhà bị bệnh chết. Thằng này nó phát bệnh mà chết trong ngày thì bố ai mà làm gì kịp, bỏ tay luôn. Tầng 4 là tầng xương nên được nghỉ giải lao tí. Qua tầng 5 thì mình cũng được nâng cấp vũ khí, rìu cấp 12, nice. Hiệp 3 với thằng Chopper và vẫn là chết ở cái đoạn này. Quá thất vọng về bản thân. Ngày 51 mình về nhà thì bao nhiêu biến ở nhà. Đức tin sạch bách không còn tí nào.
Cơ mà tranh thủ mở khóa giảm một nửa thời gian hồi nghi lễ cái đó. Sau đó phải chôn thằng Jeff gấp. Còn thằng Ken này phản động nên tống bà tù luôn. Trước khi Jeff chết nó còn lây bệnh cho thằng Chaser nữa. Tốn thêm 15 hoa nữa để chữa bệnh. Cuối cùng cũng xong. Vào thuyết giáo cái đó. Mở lễ hội lửa để đẩy đức tin cái nào. Giờ lễ hội này tốn có 12 xương lên hời vãi. Làm luôn nghi lễ lao động. Yep, làm việc không nghỉ 3 ngày. Bây giờ người còn quá ít, cần phải vực dậy nền kinh tế của giáo hội. Xong xuôi thì mình đi dọn dẹp đống rác thải quanh nhà nữa là mọi thứ đã tạm ổn. Xây thêm một vài cái giường tạm nữa để phòng hờ. Mỗi lần muốn xả stress là cứ ra đây lượm đồ là ngon lành luôn. Mình nghĩ là cái trại nhiệm vụ này cho lên cấp 2 được rồi đấy. Cấp 2 thì mình có thể cử 2 tín đồ đi cùng một lúc. Và danh sách tài nguyên cũng đa dạng hơn nữa. Cử bom đi kiếm xương đi, 88% khá là ok rồi. Mở khóa công thức nhà xịn nhất game nào. Nhà này xây lên là nó sẽ không bao giờ sập nha. Khỏe rê. Cơ mà thế quái nào lại tốn phân để xây nhỉ? Thôi kệ, không thắc mắc. Cái buồng thú tội này mình mở khóa lâu lắm rồi mà chưa xây. Hôm nay xây luôn. Mỗi ngày chúng ta có thể gọi một tín đồ đến thú tội và tăng một nùi kinh nghiệm cho nó. Cơ mà phải buổi sáng nha, đang buổi tối nên không làm được. Thế thì mình ban hành luôn cái giáo lý cuối cùng vậy. Cả năm nhánh đều đã max 4/4. Mình chọn tiếc thương người chết, xây mộ để các tín đồ đến thăm, tăng đức tin. Nhìn vậy thôi chứ ngon phết đấy, sau này các bạn sẽ biết. Tốn có 3 gỗ và 20 vàng thôi. Xây lên mấy cái hố chôn có sẵn luôn. Nhưng mà mấy cái mộ này mấy mốt cũng phải rời đi chứ ai lại để sát nhà thờ như vậy. Ngày 52 mình quay lại động Anura lần nữa. Quá tam ba bạn lần này chắc chắn phải thắng. Nhìn muốn cái lá bài là biết rồi. Chạy nhanh gấp đôi và lăn vào địch sẽ gây sát thương. Có điều là xài cái găng tay không quen nên đi hết tầng 1 bị liếm khá nhiều máu. May mà tầng 2 có phòng hồi máu. Đến tầng cuối cùng thì mình tìm được cái rìu độc cấp 12 luôn. Ok. Cái rìu độc đánh kiểu hit and run ngon phết. Đam độc hơi bị thấm luôn nha. Rìa máu một hồi thì thằng boss nó cũng thăng. Và mình thì chả bị sát sát gì mấy. Các khô đã nói rồi lần này là sẽ thắng. Cuối cùng thì cũng xong được thằng boss. Cứ tưởng đâu là không giết được thằng boss này nữa. Ok, tiếp theo là đến thằng Headcat. Ngày 53 mình về nhận tín đồ mới luôn. Đặt tên là Temor. Cho hẳn cái vòng thiên nhiên để nó đập đá được nhiều hơn. Cứ mà có đủ đá là mình sẽ xây thêm mấy cái tượng lễ vật. Đầu tư đảm bảo có lời. Hôm nay bắt đầu xây mấy cái nhà ngủ xịn sò cho tín đồ được rồi đó. Nay chỉ đủ xây một cái thôi. Nhưng mà mỗi ngày mình sẽ xây một ít. Đến khi nào full thì thôi. Xong thì mình vào nhà thờ làm thử cái nghi lễ thu tiền xem được bao nhiêu. Được đến 480 đồng luôn. Holy. Đi cướp ngân hàng còn không được nhiều thế này. Nay nhà cũng không nhiều việc lắm. Mình nấu sẵn đồ ăn cho bọn nó là đi chiến tiếp được rồi. Đi múc thằng boss cuối động thôi. Bộ bài cũng không đến nỗi tệ. Cứ 5 giây bắn đạn một lần nhìn vậy chứ cũng hữu dụng lắm đấy. Thằng Hecat nó cứ khăng khăng là sẽ hạ mình không như thằng Lashy. Thằng này như nó không biết mình bất tử thì phải. Tội nghiệp. Vũ khí lần này là ám rìu cấp 10. Nice. Vừa qua phòng tiếp theo thì mình gặp được nhân vật mới. Một con rắn tên là Flinky. Hắn bảo là hắn là bạn của Ratau và đang trên đường đến đó đánh bài. Ok, khi nào rảnh đến ghé thăm hai ông này. Đoàn này Hecat nó gọi hai con ếch bự ra ám sát mình. Nhưng mà bọn này không phải là đối thủ của cái rìu mình. Tầng 2 chọn máu là con đường easy nhất. Tầng 3 thì được một đồ đệ free nữa. Nice. Ngày 54 thế quái nào mà mình lại gặp thằng boss Chepa ở tầng 4. Vừa đánh chết nó xong. Cũng may mà có kinh nghiệm rồi nên cũng giết nó được. Cơ mà mất khá nhiều máu. Đến tầng cuối cùng mới đi được có tí đã bay sạch còn có nửa máu. Thế mà bằng cách nào đó mình vẫn đến được phòng của thằng boss Headcat luôn. Cơ mà kiểu này chắc chào hỏi thôi chứ đánh đấm gì nữa. Mình liếm nó được có tí máu thì vỡ mồm. Thôi coi như nhát. Về đến nhà thì cũng đến đêm rồi. Bom đi chinh chiến về và kiếm được 51 xương. Giỏi. Cho nghỉ ngơi lấy sức mai mốt đi tiếp. Cái tượng đá này nghiên cứu lâu rồi mà chưa xây. Xây luôn để lấy thêm ít tín ngưỡng cho giáo hội. Ngày 55 mình nhận một thành viên mới tên là Tuấn. Cho đi ngồi thờ. Ken sau mấy ngày trong tù đã ngoan rồi. Ân xá cho ra tù. Hôm nay chúng ta làm nghi lễ nào đây? Chỉ định người thu thuế có vẻ ngon đấy. Để có một nguồn tiền ổn định hàng ngày. Tuấn vừa vào còn trẻ cho lên chức luôn. Thu tiền cho được lâu. Xong thì mình hưởng làm lễ tẩy não cho bọn nó. Tẩy xong thì 7 đứa phát bệnh một lúc luôn. Đã vậy không còn tí hoa nào để chữa bệnh cho bọn nó nữa. Quá là toàn. Từ ngày 55 đến ngày 59, mình bế quan trồng hoa chữa bệnh cho bọn nó. Đồng thời xây thêm mấy cái nhà ngủ nữa thôi chứ không có gì hot lắm. Mấy ngày này mình không có record lại nên các bạn thông cảm nhé. Yên tâm không có cheat đâu. Ngày 60 mình mở khóa giáo hội 4. Vậy là tất cả các công trình xịn sò nhất bây giờ đã có thể nghiên cứu. Trong đó hóng nhất là cái xưởng gỗ và cái mỏ đá cấp 2 nè. Cấp 1 nó sập nhanh quá. Cái nghi lễ tái sinh này siêu xịn sò luôn. Mà trước giờ mình chưa dùng. Cứ đứa nào cấp cao thì mình hồi sinh lại. NPL cấp 5 có vẻ được đấy. Nghi lễ này mà kết hợp với cái vòng đầu lâu gấp đôi tuổi thọ thì giáo hội mình sẽ toàn những thành viên kỳ cụ châu bò. Hôm nay như vậy là được rồi. Nấu ăn tí rồi đi ngục tiếp nào. Chuyến này nhìn mấy cái lá bài phế quá không ăn thua. Đến tầng 2 mình chọn dấu chấm hỏi. Tưởng gì ngon lành nó làm cho địch nhiều máu hơn mới đau chứ. Các bạn có thể đoán được kết cục nó thế nào rồi đấy. Yep, không ăn thua. Nhưng mà ít nhất trên đường vẫn tìm được một tín đồ mới. Ngày 62 về nhà thì Kronos Junior nó kiếm cho mình được 35 gỗ. Good, cho nghỉ ngơi. Gửi bom đi kiếm thêm một ít xương nhỉ. Giáo phái lên cấp rồi nên mình mở khóa xưởng gỗ cấp 2. Cơ mà xây cái xưởng gỗ này lại cần cái pha lê gì đó cơ, hổ nặng. Ok, phải cố gắng giết thằng Headcat nhanh nhanh mới được. Mấy ngày không dọn nhà xí, bọn nó lại làm bậy đầy ra đây rồi. Ba cái nhà xí mà còn không đủ với bọn nó nữa.
Hôm nay sơ ý nên để Jason nó gục ngay trước mặt mình vì tuổi già sức yếu. Phải chi thăng nó sớm thì tốt. Vừa chôn bố Jason xong thì ông Ken lại tạo phản. Mình nhớ là mới cho nó ra tù bữa luôn mà, chưa được một tuần. Bỏ tù nó xong thì mình nâng cấp nốt mấy cái lều lên thằng già luôn cho nó yên tâm. Còn mấy cái giường này cũng cho lên lều nốt. Ok, thế là đẹp rồi đấy. Thằng cu này đâu chui ra đây? Tín đồ mới vào giáo phái mình đặt tên là Ram. Vì mấy cái nhà ngục cao cấp này nó cũng sản sinh tín ngưỡng á, nên là dạo này giáo phái mình lên cấp nhanh lắm các bạn. Mở khóa nhà lao công đi, mình chán cái cảnh dọn phân cho bọn nó lắm rồi. Xây góc này cũng được, không nhất thiết là phải gần nhà xí. Tội nghiệp chưa nâng cấp nhà xong nên có mấy đứa nó phải ngủ đất mới khổ chứ. Ngày 63, Quang là người may mắn được chọn làm lao công. Good, mai mốt ráng kiếm cho nó cái vòng không ngủ nữa là nhà cửa lúc nào cũng sạch đẹp. Hôm nay mình thuyết giáo xém lên cấp luôn, còn có một xíu nữa thôi, tiếc thật. Ăn uống no nê rồi thì bây giờ nhịn ăn 3 ngày nha các chế, cấm phàn nàn. Quá xá là ổn, chúng ta đi xử thằng Headcat thôi. Bộ bài lần này cho một nùi máu luôn, được đấy. Găng tay mà cả rồng hút máu nữa chứ. Cơ mà nếu mà là kiếm hoặc rìu thì mình thích hơn. Ở tầng 2 mình lại kiếm thêm được một đồ đệ nữa. Đi hết tầng 3 thì mất một nửa máu. Cơ mà bây giờ mình mới biết là chọn cái shop này là nó hồi máu cho mình luôn mới hay chứ. Mặc dù ở đây chỉ có cho đồ ăn thôi. Chọn hạt bí ngô đi. Ở đây có con mini boss bí mật nè các bạn. Nếu chúng ta đập con ốc sên liên tục và không dừng lại á, thì con sâu ra xa xa nó sẽ cấu lên mà múc mình luôn. Con này chỉ có chiêu nhảy đến chém thôi chứ không có gì khó. Hạ nó xong á thì nó sẽ cho mình cái công thức miếu để trang trí. Không có gì quan trọng lắm nhưng mà cũng hay. Đến được phòng thằng Headcat thì cũng là ngày 64. Bây giờ mới thấy có cơ hội thắng này. Phase 1 nó có chiêu full bomb, chạy vòng vòng né nó là có vẻ ổn. Chiêu full rùa này nó làm nhanh quá né không kịp. Đã thế nó còn bonus cho vài con đệ rùi bu nữa. Mỗi lần nó nhảy vào giữa nó sẽ lè lưỡi ra bắt mình. Cái chiêu này khá là chậm nên né cũng dễ. Con này nó cứ gọi đệ liên tục không thôi, cảm giác đánh mãi không hết luôn. Nhưng mà cũng nhờ đánh đệ nó nên hồi được một tí máu. Còn tầm 1/3 máu là nó chuồn, để lại cho mình hai con ếch chúa. Bọn này nhìn hơi rối rắm tí nhưng mà cũng không có gì khó lắm. Bụp xong hai con ếch là nó quay lại ăn hôi. Phase 2 này chỉ khác cái là chiêu lưỡi nó bắn nhiều hơn mà thôi. Cũng đơn giản không thành vấn đề. Đúng là bài ngon đánh nó khác thật. Cuối cùng thì cũng hạ được nó. Sao mà mình đánh boss lúc nào cũng phải đến lần thứ 3 mới giết được nó vậy các bạn. Thêm được một trái tim dị giáo nữa. Nice. Lại được sếp gọi lên khen thưởng nữa. Kiểu này sắp được thăng chức. Về nhà thì cũng là ngày 65 rồi. Xin chào những tín đồ thân yêu của ta. Sao vừa tươi rồi rói xong giờ mặt méo này. Ok, chắc lâu ngày không được nghe giọng cháu chủ nên thế. Thuyết giáo cho bọn nó tí. Nâng cấp vũ khí sắc bén đi. Và là còn đúng một nâng cấp nữa thôi là maximum luôn. Ken này cũng ra tù được rồi nè. Mày mà phản nữa là đem tế luôn, không có vơ vẩn đâu nhá. Bom đi chinh chiến về thì kiếm được cho mình đến 64 xương. Quá giỏi. Thành viên mới vào mình đặt tên là Fuji. Sau một mùa tuyển nhân viên thì bây giờ giáo hội lại đông đảo rồi. Thời kỳ khủng hoảng rụng như sung đã qua. Nâng cấp nốt mấy cái lều cho nó đẹp nào. Cái trái tim mình vừa nhặt được, mình đổi lấy phép dịch chuyển. Chúng ta có thể thoát khỏi ngục bất cứ lúc nào. Rất là tiện lúc mà có biến. Và quan trọng là chúng ta có thể reset ngục nếu không kiếm được vũ khí ngon. Vừa phát hiện một ông già xong nên là phải làm lễ thăng thiên gấp. Chần chừ là nó rụng ngay. Bye bye Long nha. Long đang cầm cái vòng không ngủ hơi bị ngon. Thế nên là phải hồi sinh Long lại luôn. Ai nghĩ lễ này đúng là một cặp bà trùng. Chưa xong, vẫn còn một ông già nữa. Quang còn chưa đến đầu năm mà đã già rồi. Đúng là già trước tuổi mà. Làm luôn cái nghi lễ hiến tế. Quang không có đồ gì ngon nên cho Quang đi hẳn luôn. Thế là lại thêm được một cấp nữa. Và đây là nâng cấp cuối cùng rồi. Vũ khí thần thánh, đam cực kỳ cao nhưng mà rất hiếm. Các bạn tưởng hết rồi đúng không? Làm thêm cái nghi lễ lao động nữa. Và tất nhiên là phải có lễ hồi lửa nữa, cho đức tin nó lên. 5 nghi lễ liên tiếp mà vẫn chưa hết xương, kinh thật. Xong xuôi mình ra cổng mua thêm một thằng đệ với giá 50 đồng nữa. Mình đặt tên nó là chú bé lao công. Bằng vừa ra đi rồi nên chú bé này sẽ là người thay thế. Giáo hội thì cũng vừa lên cấp. Mình mở khóa công thức nhà vệ sinh 2, sức chứa phân lên cấp 3 luôn. Nhưng mà cũng cần mấy cái tinh thể này mới xây được. Không sao, tinh thể thì chúng ta kiếm ở cái ngục thứ 3 này. Để mở khóa thì chúng ta chỉ cần có 9 tín đồ thôi. Bao dư luôn. Vào luôn không cần suy nghĩ nữa. Ngục này tên là Archo Deep, với cái style là ở dưới nước. Trời má ơi, mấy cái là bài lần này siêu cùi luôn. Nhưng mà may được cái rìu thần đam siêu ác. Rìu này lực phải biết luôn á. Tưởng tượng kết hợp với cái áo vàng chắc là one shot quái luôn quá. Và là đại ca ở cái ngục này là thằng Kalama. Anh em ra chào hỏi khẽ nhau tí như thường lệ. Nó ếm thằng Jeff của tôi bị bệnh và sẽ chết trong vài ngày nếu không chữa. Đang có cái rìu siêu ngon nhưng mà cũng phải cắn răng biến về. Chứ nếu không nó lây bệnh cho bọn khác nó thì khốn. Không đùa rồi đâu. Về nhà mình chữa bệnh cho Jeff luôn, không nói nhiều. Ngày 66 bắt đầu bằng một buổi thuyết giáo. Nếu bạn nào chưa biết á, thì khi mình max kinh nghiệm mà thuyết giáo thì đồ đệ sẽ được kinh nghiệm thay vì bản thân. Nice. Đức tin đang quá thấp nên mình làm cái đám cưới để củng cố lòng tin cho bọn nó cái. Cưới Long đi, Long già sắp xuống lỗ rồi. Để mà mốt còn cưới đứa khác nữa. Cưới xong thì được tặng hẳn một lá bài xịn sò, tăng đến 2 tim xanh luôn. Nice. Trong game này thì mã nhát nhất là cái đoạn này đây các bạn. Ok, chúng ta quay lại đồng nước thôi. Bộ bài lần này ngon đấy. Tăng đam, tăng máu đủ cả. Còn có cả độc nữa. Qua ngục mới này chúng ta có vũ khí mới. Búa chiến cấp 16. Búa đánh rất là chậm nhưng mà đam siêu đậm luôn. Đánh rất đã mắt nhưng mà canh không chuẩn là dễ hụt lắm. Mình sợ cái dấu chấm hỏi này rồi. Vào cái shop để cho an toàn. Bây giờ không còn giáo lý nên mảnh bia đã đổi thành gói quà rồi. Nice. Tầng tiếp theo thì toàn là súp lơ miễn phí thôi. Có kỹ năng mới nè. Đẩy lùi nhiễm độc kẻ địch hoặc là chém đóng băng. Mình đã đánh độc rồi nên chọn cái chém băng đi.
Thế là đã đến boss rồi đấy, nhanh thật. Boss đầu tiên của mục này là con mực tên là Salios. Mới vào mà nó đã summon hai con đệ rồi, thằng này hèn. Cái chiêu xiên dưới lòng đất của nó thì cũng không có gì khó né cho lắm. Nhưng mà cái chiêu vồ này thì hơi bị nhanh nha, mà tầm cũng xa nữa, vớ vẩn lan cạp ngay. Cái búa siêu lực nên mình đập bọn đệ cũng nhanh thôi. Đập thằng boss quả nào thấm quả đó. Được một lúc thì nó lại summon đệ nữa. Kệ bố bọn đệ, mình tập trung đánh thằng boss thôi. Nó summon càng ngày càng nhiều mới đau chứ. Nhưng mà không chịu nổi quả crit này của cá khô. Không ngờ là cũng one shot được nó. Nhưng mà cũng chỉ là boss đầu tiên thôi, không được tự mãn. Hình dạng mới của thằng tín đồ này chiến vãi. Ba cái cọc đâm vào đầu mới kinh nhé. Chọn cái gì đây? Chúng ta chọn Subler để nấu ăn đi. Chuyến đi hơi ngắn nên không kiếm được nhiều tinh thể cho lắm. Ngày 67, mình về nhà thì mọi thứ vẫn ổn. Cái này hiếm á nha, chắc là do đi nhanh quá. Tự nhiên thấy tự tin lên chút, mình chuyển qua lại cái áo vàng để chơi thử. Hình như mình chưa cho các bạn xem cái buồng thú tội này bao giờ đúng không? Mỗi ngày một lần mình có thể gọi một đồ đệ đến đây và cho nó một đống kinh nghiệm luôn. Thường là đủ lên hẳn một cấp luôn á. Đầy cấp cho bằng đi, vì nó phải thường xuyên biến thành quỷ để đi hỗ trợ mình trong ngục. Mùa màng bội thu chưa kìa. Đồ đệ làm hết, mình chỉ đến gom đồ thôi. Tranh thủ nâng cấp hết mấy cái giường này lên lèo luôn. Các bạn còn nhớ cái nhiệm vụ mà ông nấm Sozo cho mình không? Phải xây cái tượng này nè, tốn 20 thỏi vàng cũng đắt phết. Nhưng mà bây giờ mình giàu rồi, xây thôi. Xây ở giữa làng luôn cho nó máu. Nay cho Long đi kiếm xương tiếp, đừng có chết nhá Long. Thằng khu Salios lúc nãy mình nhận vào hội thôi. Đặt tên là Bảo Đệ Nhị. Đứa tiếp theo mình đặt tên là Văn. Còn một đứa nữa mình đặt tên là Hero. Vậy là đã có hơn 20 thành viên rồi đấy, nhanh thật. Không biết có đủ cơm để nuôi không nữa. Alright, chuẩn bị chiến tiếp thôi. Cho thằng Bằng biến thành quỷ cái nào. Bằng là giá trị nhất ở trong hội vì nó cho mình một nửa tim đỏ. Còn mấy đứa còn lại cũng không có gì ngon lắm nên không cần, đi thôi. Nay đeo áo vàng lại vớ phải cái dao găm mới đau chứ. Ít ra thì nó là cái dao xịn. Lâu lắm rồi mới gặp được nhân vật mới, thực ra là hai, Clunko và Bob. Lại một tay đánh bạc nữa. Ông này và con sâu của ông đang đi đến chỗ ra tàu để chơi xúc xắc. Chỗ ông ra tàu sắp thành cái sòng bài rồi đấy. Lá bài cộng nửa tim. Và là được 3 tim đỏ rồi, nice. Thằng khốn Kalama nó lại chơi chiêu trò nữa. Nó xả dịch Corona, là một nuôi đồ đệ của mình bị bệnh luôn. Thế nên đoạn này mình phải dùng chiến thuật chết nhanh để về nhà xử lý công việc, chứ không phải là mình né gà và bị chết đâu nha. Ngày 68 mình về nhà thì không còn đủ hoa để chứa cho một đứa, chứ nói chi là 6 đứa. Thôi cho bọn nó về nhà giữ bệnh hết. Sống chết tại thiên thôi, đứa nào khỏe thì sống. Kệ đi, công chuyện vẫn phải làm, xây lại mấy cái xưởng bị sập cái đã. Dạo này không hiểu sao đức tin lúc nào cũng cao ngất hay thế không biết. Chắc là bọn nó có nhà đẹp để ngủ rồi nên bọn nó biết điều. Nay giáo phái lại lên cấp rồi, mở khóa gì đây? Mở khóa nhà thu hoạch đi, để cây trồng lớn nhanh hơn, đảm bảo nguồn lương thực. Tầm ảnh hưởng của mấy cái nhà này cũng nhỏ, không đủ để bao quát hai trang trại. Đặt ở chỗ này đi. Ok, rảnh rồi, qua trả nhiệm vụ cho ông Sozo thôi. Phần thưởng vẫn là một cái mảnh bùa như thường lệ. Vậy là có vẻ như xong chuỗi nhiệm vụ của ông này rồi đấy. Còn cái nhiệm vụ đánh bạc với hai ông nhân vật mới nữa, mình qua chỗ ông bạn là tao làm luôn. Vậy là ba người ba độ khó khác nhau. Chơi với ông Flinky trước đi. Mình thắng áp đảo, không còn gì để nói. Thường được lá bài miễn nhiễm với đọc luôn. Vãi. Ông Clunko thì căng hơn một tí. Hiệp đầu rất dai dẳng và mình thua. Nhưng mà hiệp 2 thì mình thắng một cách áp đảo. Phần thưởng là một lá bài nhận 5 nộ khi chúng đòn. Quá là cùi luôn. Vì trong game này không có build nào là build tank hết á. Bắt buộc phải né đòn không là vỡ mồm. Chuyện này như vậy là hời rồi, đi về thôi. Ngày 69 mình về nhà thì có vài đứa đã khỏi bệnh. Phải thế chứ, đồ đệ của các khô đâu có dễ chết vậy. Như thường lệ mình gọi Bằng đến bộ thu tội để cho lên cấp. Vừa lên cấp cái nó dụ mình làm nghi lễ nhịn ăn cho cả làng luôn. Thằng này đúng là học trò ngoan, vào làm luôn chứ sao. Nhưng mà trước hết thăng thiên cho một ông lão cái đó. Cho bom ra đi. Rip bom, ăn nghỉ ở tuổi 54. Đây là nghi lễ nhịn ăn của thằng Bằng đây. Ok, ổn rồi, đi chiến tiếp thôi. Kiếm thánh, nice. Mấy cái vũ khí thần thánh không bao giờ là dở hết á. Để xem lần này cái tượng nghiền mắt cho mình cái gì. Tăng sát thương vũ khí, cũng ngon. Thêm 20% đam vào ban ngày nữa, nice. Đến cuối tầng 1 mình còn được một lá bài cho một team đen nữa. Hòm hòm cũng được 4 team rồi. Vào đây hồi máu được cái team xanh nữa là đẹp. Đúng như vậy, không những được thêm 2,5 team xanh mà còn được một lá bài tăng 2 team đỏ nữa. Má ơi, chưa bao giờ thấy có nhiều máu như thế này luôn. Cái chuyến này mà còn thua nữa thì xóa bố game cho rồi. Tầng tiếp theo chỉ là tầng xương thôi, được 42 xương nữa. Cái biểu tượng này hoàn toàn mới luôn, chưa thấy bao giờ. Lúc chết thì sẽ không mất đồ. What the hell? Chuyện này không biết là có bao nhiêu ông bà phù hộ mà hên dữ trời. Lại còn được một đống hoa miễn phí để chữa bệnh nữa chứ. Áp lực quá. Cái này mà thua thì chắc chát chửi chết. Nguyên một tầng sau mình không dính một quả đam nào. Và tích được thêm 115% đam luôn. Quá kinh. Một nồi đam và một nồi máu tiến vào phòng boss. Boss thứ hai là một con mực tên là Haborim. Lại là cái trò gọi đệ rẻ tiền. Cái chiêu trường độc của mình giết bọn đệ siêu nhanh luôn. Cứ đập hết đệ rồi xông vào vả nó thôi. Nó cũng chỉ có cái chiêu bắn đạn 360 độ thôi, cũng không có gì đặc biệt. Tưởng gì đánh mình được có 2 hit, đây còn nhiều máu lắm. Về nhà đầm đệ ta đi cu. Tất nhiên là chọn quà rồi, quà hiếm hơn mấy cái game. Nay đi có nhiều tinh thể rồi, về xây nhà thôi, oh yeah. Ngày 70 mình đi chinh chiến về thì Long và Punama cũng đi thám hiểm về. Long thì vẫn bình an và kiếm được 60 xương. Nhưng mà Puna thì không may mắn bằng, bị thương rất nặng và đã gục vào trước cửa nhà.
Một phút tưởng niệm cho lòng gan dạ của Puna. Bao nhiêu thần dân kéo đến để tỏ lòng thương tiếc. Nhưng mà sao nó có phải ói ở chỗ này là sao ta? Nãy không để ý nhưng mà Sang cũng chết vì tuổi già nữa các bạn ạ. Không sao, như vậy là một đám đứa bị trù bệnh hôm bữa không đứa nào chết mới hay chứ. Công nhận mình chăm bọn nó tốt thật. Có thêm điểm tiến hóa mới rồi, chẳng cái gì đây. Cho nhà y tế 2 đi, chữa bệnh cho bọn nó tốn ít hoa hơn. Xây luôn chứ ngại gì nữa. Bây giờ chữa bệnh thì chỉ cần 10 thay vì 15 hoa. Ngon. Nay có nhiều tinh thể rồi nên cuối cùng mình cũng nâng cấp được mấy cái sừng gỗ lên cấp 2. Bây giờ nó sẽ được lâu lâu chứ không mỗi 5 phút sập một lần nữa. Cronus Unio già cả rồi nên tế luôn để cho nó an toàn. Cụ cho cháu xin ít tiền, cảm ơn cụ nha. Làm thêm cái nghi lễ lao động nữa đi nhở. Xong xuôi rồi thì mở lễ hội bóng lửa. Là mọi người lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Oh, đây là thằng boss lúc nãy mình đánh nè. Quên cho nhập hội, đặt tên là Nhi đi. Cuối cùng thì cũng xong hết việc, đi boss được rồi. Tất nhiên là phải gọi bằng đi cùng rồi. Hôm nay cho thêm một đứa nó theo, cho đặt hai theo vì nó có thể lượm team cho mình. Go go go, đi thôi. Bàn tay macaron, không thích lắm nhưng mà cũng tạm. Ngày 71 mình mở hai lá bài đầu tiên, chọn 10% chí mạng xem mình may mắn đến đâu. Bài mua thì ngon hơn một tí, được nửa team đỏ, đúng là pay to win. Tầng 2 toàn chấm hỏi là chấm hỏi, chọn cái này đi, đường đi dễ hơn. Tầng này chỉ có ông Haro ngồi kể chuyện phiếm thôi, chứ chẳng có cái nịt gì hết. Tầng 3 thì là tầng gỗ easy rồi. Ở tầng 4 thì mình lại gặp được nhân vật mới nữa. Ông này tên là Plimbo và ông có rất nhiều đồ quý hiếm để bán. Ok, mình biết chỗ của ông này rồi, mai mốt sẽ ghé sau. Đánh mấy con này vui phết à, nó đụng vào nhau là sẽ nổ dây chuyền. Đánh tí thôi mà tích được bao nhiêu đam luôn. Thế mà qua phòng sau để nó vả cho cái mất sạch đam. Đã đánh nhau vui thì ông nội Calama lại lên phá đám. Nhưng mà lần này nó sợ mình rồi, nó cầu xin mình tha mạng mới ghê chứ. Mơ đi con. Cuối tầng 4 mình được lắp bài mở toàn bộ bản đồ, hơi muộn nhưng cũng tốt. Tầng 5 thì chỉ là gỗ thôi, easy. Tầng cuối cùng mới vào phòng đầu tiên thôi đã xé mỏ mạng. May sao chơi chậm lại tí và đặt kiếm cho tí máu nên cũng qua khỏi. Cái búa độc này nhìn có vẻ ngon nhỉ, dùng búa vẫn thích hơn là dùng găng tay. Ok, có mỗi 2 máu để vào boss thôi. Thằng boss thứ 3 tên là Bazebub. Thằng này quân tử chỉ có mấy chiêu bắn đạn thôi chứ không có gọi đệ. Đúng là búa, đập quả nào lực quả đấy. Đoạn này mình crit một phát gần 1/3 máu nó luôn. Các khô néo quá bờ rồ đâm đầu vào đạn của địch lăn quay. Chán, mình xem còn thấy tức, các bạn không cần tức hộ mình, ok. Thôi bỏ đi, được cái chết thì vẫn còn nguyên tinh thể mang về, nice. Ngày 72 mình về nhà thì R5 đã ra đi vì tuổi già sức yếu. Chỗ người ta làm việc mà nó cứ đứng ói, giải tán hết. Khổ. Temo hôm nay nổi hứng muốn ăn cơm tù nên chiều nó luôn. Ken tuổi già sức yếu rồi, cho về hưu sớm đi để xã hội còn được nhờ. Tối nay giá hội lại lên level nên mình mở khóa loa tuyên truyền. Những tiến độ ở trong tầm của cái loa này á thì sẽ làm việc nhanh hơn 20%. Không hiểu sao bản Việt hóa nó hơi lag nên mình chuyển lại bản tiếng Anh chơi cho nó mượt, các bạn thông cảm nhé. Ngày 73 mình cho Lâm cấp 3 đi kiếm xương. Xác suất 87% thành công, đừng có chết nhá Lâm. Có vừa đủ 75 xương nên mình làm luôn cái lễ hồi sinh. Chép đang đeo cái vòng không ngủ có vẻ ngon, hồi sinh chép đi. Hồi sinh xong thì mình thuyết giáo như thường lệ thôi. Đến lúc edit thì mình mới nhận ra là nếu mà mình max level rồi á thì mỗi lần thuyết giáo mình sẽ được một team xanh. Ngon. Nhiều team rồi thì chiến thôi. Nay mình quay lại ngục Anura để xem nó thay đổi như thế nào. Đồng thời làm nhiệm vụ kiếm nấm cho tín đồ luôn. Chuyến này mình đổi lại thành áo trắng rồi các bạn. 4 lá bài cũng tạm được, không có gì ngon lắm. Nhìn cái dao găm là mất cặp tình rồi. May sao đến được tầng 3 có hai vũ khí mới, chọn cái kiếm hút máu là hợp lý nhất rồi. Ngày 74 mình nhận thêm một tín đồ mới ở tầng 4, nhưng mà không có dễ dàng gì. Cũng phải đánh bọn quái dập mặt ra chứ không có free đâu. Chật vật đến được thằng boss thì còn có hơn một team. Con này nhìn không biết con gì luôn á. Face đầu nó có mỗi một chiêu bắn ruồi với chiêu vồ thôi, không có gì hot. Boss phiên bản khó mà mình chặt cũng thấm phết chứ đâu đùa đâu. Tất nhiên là lúc nào cũng có cái trò gọi đệ. Chưa gì còn có nửa máu rồi, đau tim vãi. Thế quái nào mà cũng qua được hai lần gọi đệ nữa của nó. Sắp chết. What the? Có cái chiêu bắn đạn carry vãi. Thằng boss này máu giấy chặt khá là nhanh thôi. Cuối cùng thì nó cũng lên chảo. Okay. Oh my god, giết này rồi. Oh, oh. Cuối game lúc nào cũng lên chọn quà thay vì mấy cái kia. Thêm được một cái mắt thực thể nữa, nice. Bầm dập tả tơi sắp tạch rồi. Mình về thôi chứ không dám đi tiếp nữa. Mình về nhà mở khóa công thức chạy nhiệm vụ 3. Có thể cho 3 đứa đi thám hiểm một lúc. 20 thỏi vàng luôn, đắt vãi. Thế thì làm thêm 10 thỏi nữa vậy. Nâng cấp nốt mấy cái lều lên nhà luôn cho đủ bộ. Ngày 75 mình nạp hai đồ đệ mới, Toàn và NPL Junior. Lâu lắm rồi không xây thêm tượng tế lễ. Nay mình xây thêm một nồi nữa luôn. Xây hẳn 7 cái hết sạch gỗ luôn. Oh yeah. Ok, ổn rồi, đi qua chỗ ông buôn lậu chơi thôi. Ông này bảo là có nhiều đồ quý hiếm lắm, để xem có gì. Chưa gì đã thấy có mấy lá bài rồi nha.
Hóa ra là mấy cái mắt mình kiếm được ở động khó là đem ra đây đổi cho ông này. Giờ mới biết công dụng của bọn nó. Ok, nhưng mà trước hết mua mấy cái lá bài cái đó. Mỗi lần lăn là sẽ thả một quả bom 10 giây hồi chiêu. Nghe hài đấy. Lá tiếp theo là thả độc khi lăn, cũng hồi chiêu 10 giây. Và cuối cùng giết địch thì có xác suất là 10% hồi máu. Cơ mà hết sạch tiền rồi còn đúng một đồng. Thôi được rồi, đổi mắt thôi. Mỗi mắt mình sẽ đổi được một mảnh bùa. Có mỗi hai mắt nên vẫn chưa đủ một cái bùa mới. Còn cái nhà này là để mình mua hình dạng tín đồ. Cái gì cũng cần tiền. Ok, về nhà làm luôn cái lễ hội chấn lột. 1.000 đồng luôn. Bọn này làm gì mà giàu thế không biết. Bảo sao bọn nó cúng mình toàn đồ ngon thôi. Farm kiểu này là thích nhất á. Ngày 76 mình xây cái loa phát thanh để đốc thúc bọn nó làm việc nhanh hơn. Cứ để mấy cái xưởng bao quanh cái loa là ok la. Cả hai cái lò tinh luyện cũng cho qua đây ăn ké luôn. Cứ mỗi 3 ngày là mình phải bỏ một thỏi vàng vào đây thì loa nó mới chạy được. Quá rẻ, chả đáng bao nhiêu tiền. Giàu có rồi thì qua mua nốt lá bài còn lại chứ gì nữa. Mấy cái công thức trang trí thì không quan tâm. Kinh nghiệm xương máu cho những bạn muốn chơi game này. Hãy cẩn thận khi nhận nhiệm vụ của tín đồ. Nếu mà không hoàn thành cho nó đúng thời gian á, là đức tin sẽ rụng như sung luôn. Bay một phát nửa bình đức tin của mình. Thằng Jeff đợi thời cơ đến là nó tuyên truyền phản động luôn. Thằng này láo lấy oán báo ơn. Mới hồi sinh nó xong. Nay cho ai lên cấp đây, cho Đạt đi. Đạt với Bằng là hai đứa thường xuyên đi theo mình vào ngục. Đức tin đang rất là thấp nhưng mà mình mặc kệ. Đi vào ngục nước chơi tiếp. Thêm hai team đỏ mà không lấy thì người ta chửi cho, ok. Cộng với gấp đôi hồi máu nữa thì quá ngon rồi. Hôm nay gặp cái tượng nghìn mắt hời vãi luôn. Một team đỏ đổi được 4 team xanh. Cái tượng này chưa bao giờ khiến mình thiệt luôn. Cuối tầng 1 mình lượm được cái vòng không ngủ, nice. Tín đồ bây giờ đã nhiều rồi, tầng tiếp theo chọn gỗ đi. Tầng 3 và 4 thì chỉ toàn súp lơ với là súp lơ thôi. Tầng 5 thì lại một nùi gỗ nữa. Chưa đi cái chuyến nào nhẹ như chuyến này luôn. Thế là đến tầng boss rồi đấy, đúng speedrun luôn. Ở tầng 5 mình vào được cái phòng có 3 lá bài. Tưởng là phải chọn nhưng mà mình được cả 3 luôn các bạn. Lá đầu tiên là thả bom khi lăn, mới mua xong. Lá thứ hai là tăng vận tốc 25%, ngon. Lá thứ ba là thả độc khi lăn, ok. Lăn tẹt ga thôi, đánh bọn này phê nhất là các bạn. Ngày 77 mình tìm được cái rìu thần thánh đam siêu khủng. Dạ cho em xin. Hai lá bài này cũng không ngon lắm, tăng đam của kỹ năng thì cũng được. Bây giờ skill lực hơn hẳn chứ bộ. Cái kiểu lăn thả bom này hài thật luôn á. Alright, đến boss rồi. Ti tỉ máu luôn, không phải gáy chứ thế này mà thua nó thì chịu. Cứ né từ từ rồi lâu lâu vào chặt nó cái. Boss không có cửa thắng luôn. Chưa có cái chuyến đi nào mà mình thắng một cách chóng vánh và dễ dàng như thế này. Kể cả cái thằng boss hướng dẫn ban đầu cũng không dễ như thế này. Cái vòng này là vòng thu thập tài nguyên, không ngon lắm nhưng mà lấy đi. Chuyến này skip nhiều đánh nhau nên được có tí xương và vàng thôi. Về đến nhà thì ngoài đức tin ra mọi thứ vẫn ổn. Cháy một phát là lại ngon lành thôi. Đây là lý do xây mộ cực kỳ ngon là các bạn. Bọn nó đi thăm mộ, mỗi đứa cộng lại một tí là quá trời đức tin luôn. Ok, cho Tùng vào giáo phái nào. Chú cá đầu tiên trong giáo phái. Nay có thêm điểm tiến hóa nữa rồi. Mà khóa vòng gọi quỷ cấp 3. Bây giờ mình thích cái vòng này rồi. Cơ mà xây cái này cần tơ nhẹ, chắc là ở ngục thứ tư rồi. Quên mất còn cái nhiệm vụ xây 3 đồ trang trí mình phải làm cho bọn nó. Làm luôn không tí nó lại vèo một phát bay sạch hết đức tin. Xây 3 cái nến ở giữa khu lao động cho nó sáng sủa. Bây giờ mình mới biết là không cần phải phá đảo ngục 3 vẫn có thể mở khóa được mục 4 luôn. Chỉ cần đủ số lượng tín đồ mà nó yêu cầu là được. Nhưng mà mình vẫn muốn phá đảo ngục 3 cái đã. Lần này là đánh thằng Kalama chắc luôn rồi. Còn cố gắng ra đánh võ mồm lần cuối nữa cơ. Chuyến này mày được vũ khí nào đây? Búa hút máu cấp 16. Ngon. Mới vào phòng đầu tiên đã được bài rồi. Thêm 2 team xanh. Nice. Mua thêm lá bài 20% ban ngày nữa. Chỉ có búa mới đánh kiểu này được thôi các bạn. Hôm nay liệu mình chọn cái chấm hỏi này xem có gì. Vẫn là cái ngôi sao này, nhưng mà lần này nó ếm mình gặp nhiều quái mạnh hơn. Chán. Tầng 3 gặp được một tín đồ mới, nhưng mà trả lời không đúng ý của nó nên nó chê không theo mình. Ok, đây không cần nhá. Tầng 4 thì là gỗ free. Tầng 5 thì là cái biểu tượng này. Ngày xưa mình có gặp cái này một lần rồi nè. Lần này vẫn như thế, chết sẽ không bị mất đồ. Hai lá bài xanh luôn. Chiêu lăn thả bom chắc là ok hơn rồi. Đến phút 90 đổi được vũ khí, găng tay độc. Mình không thích găng tay cho lắm nhưng mình thích độc. Ok, boss cuối của ngục thứ 3, Kalama. Thiết kế của thằng này nhìn ngầu phết nhỉ. Chưa gì đã xâm mân một đống đệ rồi. Đúng là nhát cái. Chiêu phun đạn này của nó thì phải chạy vòng vòng thì mới né nổi. Cái chiêu chém nhìn cũng rén phết. Nhưng mà nếu lăn đúng lúc thì sẽ né được. Đúng kiểu Dark Soul luôn. Rìa rìa nó một hồi thì cũng đến phase 2. Cái chiêu bắn đạn này tuy nhiều nhưng vẫn có cái hở để mình né được. Mỗi tội đệ của nó nhanh nhản khắp nơi. Được cái mấy cái con bom này mình đánh vào người boss hơi bị ngon luôn. Ok. Đoạn cuối này đánh đúng kiểu ngàn cân treo sợi tóc hồi hộp vãi. Oh my. Cuối cùng mình vẫn là người chiến thắng. Trận này thắng rõ ràng nhờ thực lực. Ok. Thêm một trái tim nữa. Nice. Mỗi lần giết xong một giám ngục á là sếp lại gọi lên khen. Sếp bảo còn có một đứa nữa thôi, cố lên. Ngày 79 mình về nhà thì Lâm cũng đem xương về. Giỏi. Tiếp theo là cho NBL đi chiến. Cấp 6 mà chỉ có 85% thôi á. Nay có thêm điểm tiến hóa. Mình mà khóa nhà thu hoạch cấp 2.
Nói chung là cái này cũng không ngon cho lắm. Các bạn nên mở khóa sau cùng. Nỡ mở rồi thì nâng cấp luôn đi. Đắt phết chứ không có đùa đâu. Cái này nó chỉ nhanh hơn cái cấp 1 có một tí à. Nói chung là không đáng cho lắm. Gì mà đi có 2 ngày mà sườn gỗ sập hết rồi trời. Hôm nay lại có thêm người nói là chia tay. Temo đã chết vì già yếu. May sao ngay lập tức mình có nhiệm vụ phải nhận hai người đang chết đói vào hội. Cái này thì đơn giản. Hai người mới mình đặt tên là Cheese và Hoàng. Tiếp tục boost level cho bằng. Chừng nào nó lên cấp 10 thì thôi. Đến hẹn lại lên đến giờ đóng thuế rồi các chế ạ. Lại thêm xương xương 1000k tiền nữa. Có team mới rồi nên mình sẽ nâng cấp vương miệng đói. Mỗi ngày ăn một món thì sẽ được cộng thêm một team xanh. Phải đi gom góp từng tí team một để đánh boss. Bây giờ mình mới sực nhớ là chưa nâng cấp nhà vệ sinh cho bọn nó. Mới đủ đồ để nâng cấp hai nhà thôi. Thế là xài tệt ga rồi. Ngày 80 mình phát hiện một ông già xuất hiện trong hội. Cho thăng luôn. Bye bye Jeff nha. Không hồi sinh nó nữa vì hôm bữa nó dám phản động. Hồi sinh Kronos Junior đi. Có vẻ ngoan ngoãn hơn. Ok, đến giờ đi ngục rồi. Biến bằng và đạt thành quỷ thôi. Trước khi đi thì mình nấu và ăn để tăng thêm một tiên xanh nữa. Nhưng mà ăn cỏ bị trúng độc mất nửa tim mới đau chứ. Gậy ông đập lưng ông. Tiếc tiền nó thế đấy. Biết vậy nấu đồ ăn xịn. Thôi không quan trọng. Không gì có thể cản được các khô. Hôm nay vào lại cái ngục nước tiếp đi. Để kiếm thêm con mắt nữa. Để xem lần này được những lá bài nào. Thêm một tim đen. À, đánh nhanh hơn 25%. Ngon. Thêm nửa tim đỏ nữa. Tốt. Tròn đủ 3 luôn. Xác suất 10% vô hiệu hóa đòn đối phương. Củi mía. Nhưng mà tăng 25% vận tốc khá là ngon nè. Đến tầng cuối thì mình đổi được cái găng tay đen cấp 18 cũng tạm được. Để xem thằng boss mới là ai nào. Càng ngày càng không biết bọn này là cái con gì luôn á. Nhưng mà tên của nó là Astaroth. Thằng này đánh thì ít mà chạy đi gọi đệ thì nhiều. Cứ đánh được một tí là nó chuồn. Cái thằng này dễ ỏm à. Oh come on, đừng có chạy nó như sứt. Oh my god, nó đánh cái gì, nó đánh một, nó cứ chạy hoài à. Yeah, thằng này không có cửa thắng các khô. Món quà thì cũng ngon đấy, nhưng mà con mắt này ngon hơn chứ. Lấy được mắt rồi thì chuồn thôi, không cần đi tiếp nữa. Mình về nhà phát bọn nó đói meo luôn, nấu ăn gấp. Ngày 82, mình nhận thêm đồ đệ mới và đặt tên là Nons. Quân số trên 20 rồi nên cho Nons đi kiếm xương luôn. Vẫn còn Nons nerd nên sống chết tại thiên. Cơ mà 80% là nhiều rồi đấy. Thằng Đạt nó hết chỗ ngủ sao mà lại nằm ngay cửa nhà thờ ngủ trời. Mất hết mỹ quan. Đến giờ nhịn ăn hàng tuần rồi các chế ơi. Ăn nhiều riết nó quen mồm. Qua cho ông già đổi mắt thôi. Với cái mảnh mắt này là mình đủ full lá bùa rồi nè. Ngon. Mình có hơn 1.800 tiền. Thế thì mua hết mấy công thức trang trí ở đây luôn chứ để làm gì. Mới thêm được một điểm tiến hóa nữa mà mình chả biết nâng cấp cái gì. Mấy cái quan trọng bây giờ có hết rồi. Thôi nâng cấp đại cái bùa nhìn cấp 2 này đi. Cái bùa nhìn này ngoài đuổi chim ra thì nó còn bắt được chim kiếm thêm ít thịt cho mình. Dùng thử cái áo xanh lục này xem như thế nào. Cứ mỗi tim đỏ thì sẽ đổi thành 1.5 tim xanh. Chơi kiểu này thì lúc đầu nhiều tim hơn được một tí, nhưng mà sẽ không hồi máu được. Dùng thử cái áo mới ở ngục mới nào. Oh yeah, Silk Cradle. Ngục này là tổ nhện chắc luôn. Mới vào mà có rượu độc là ngon rồi đấy. Cái khỉ này là bẫy hay gì mà nhìn ngộ quá trời. Đi thử vào phát thì đúng là mất máu thật. Ok. Mấy cái này chắc là để mình khỏi lăn lung tung vô tội vã mà. Lá bài đầu tiên là gì đây? Tăng chất lượng rương cũng được. Chưa gì đã gặp đại ca Samura rồi. Nó ếm bùa thằng đệ Kronos của mình để nó phản chủ. Xui, số Kronos phải chết rồi. Vậy là Kronos bố và con đứa nào cũng là phản tặc. Thực ra thì mình có thể dùng chiêu để biến về, nhưng mà thôi, mình không muốn chơi lại. Thêm được nửa máu nữa, cảm ơn trời. Tăng 20% đam thì tất nhiên là phải lấy rồi. Và thêm 20% đam vào ban ngày nữa, ngon đấy. Ở tầng 2 mình được vào cái phòng cho tiền. Trước giờ chưa thấy cái phòng này bao giờ luôn. Chắc chỉ ở ngục 4 nó mới ra. Tầng 3 mình gặp lại ông Ratu, lâu lắm rồi không gặp. Lần này ông cho mình nhiệm vụ không được xài skill trong 3 phòng tiếp theo. Cái này thì quá dễ. Bình thường mình cũng có xài skill mấy đâu. Tưởng thưởng cái gì ngon, hóa ra là hình dáng mới của tín đồ, nhạt nhẽo. Con boss đầu tiên của ngục này không có gì lạ. Là một con nhện tên là Focalo. Con này có cái chiêu vồ, rồi chiêu bắn tí đạn. Và chiêu nguy hiểm nhất là nó nhảy lên, sau nó phi xuống nhà một đống đạn. Mấy con nhện con mà nó gọi ra thì máu cũng ít, không phải vấn đề gì lớn lắm. Đoạn này con có nửa máu, tưởng xong rồi. Ô, gà quá đi. Nhưng mà thế quái nào mình vẫn giết được con boss mới hay chứ. Đè mình xem chết. Phần thưởng gì mà nhạt nhẽo này. Lấy hình dáng mới của tiến đồ đi. Ấu yeah, có tơ nhẹ để nâng cấp nhà rồi. Về nhà cái là mình nâng cấp cái vòng triệu hồi quỷ đầu tiên luôn. Tốn 12 tơ nhện. Đức tiên lại sạch banh chả hiểu sao. Nhưng mà gọi bọn nó dạy thuyết giáo cái đã. Tổ chức cái lễ cưới xem có cứu vãn được tình hình không. Cưới Đạt trước khi Tiến Đạt ra đi. Vừa giải tán cái là chuông báo ngày 84 đến. Thế là anh em lại phải nghe thuyết giáo tiếp.
Thằng Fuji phản tặc này là nguyên nhân mình bay hết đức tin chứ đâu. Hiến tế nó luôn cho bỏ tức. Ok, cũng tạm ổn nhưng mà vẫn còn thấp lắm. Mình nhận tín đồ mới và đặt tên là Kronos. Đây là Kronos thứ 3 rồi đấy. Mày giỏi thì mày phản tiếp đi. Hôm nay thằng Hoàng nó dở trứng. Nó vu oan cho ông Nons là ăn cắp rồi muốn mình bỏ tù Nons. Thằng Nons còn đang ngủ nữa chứ. Thôi bỏ tù nhanh tí, coi như hy sinh vì giáo hội, ok. Sau nhiệm vụ cái mình thả nó ra luôn. Hoàn thành nhiệm vụ là sương sương được thêm 20 đức tin nữa. Nice. Thêm một điều tiến hóa nữa rồi, mình nâng cấp kỹ năng đốt lửa, bỏ cỏ hoặc gỗ vào để đốt lửa lên, tín đồ sẽ sản sinh tín ngưỡng nhanh hơn. Lâm đi chinh chiến về rồi nè, nhưng mà lần này không còn may nữa, Lâm đã tạch, biết sao được, sinh nghề tử nghiệp mà. Thế quái nào mà mình lại có cái nhiệm vụ làng cá, thế này mình chạy qua nó nhanh cái. Hình như là ngày xưa có nhận cái nhiệm vụ kiếm tinh thể ở ngọn hải đăng này thì phải. Chạy nhiệm vụ xong thì được một hình dạng tín đồ mới. Lỡ ở đây rồi thì mua hết luôn mấy cái công thức trang trí này nhỉ. Ngày 85, mình lại được một nhiệm vụ tín đồ mới. Phải tìm thằng bạn của Victor ở ngục sa mạc Anura, không thành vấn đề. Nhưng mà chúng ta vào lại ngục nhẹ để kiếm Titor cái đó. Nhìn cái dao găm mà không muốn chơi luôn, teleport ra luôn. Ok, cái găng tay hút máu không phải xịn nhất, nhưng mà còn được. Cái phòng này mới tinh luôn, cái gì đây? Một địa điểm mới là động của Midas đã mở ra. Oh, tất nhiên là mình sẽ ghé sau. Mình để ý là cái động nhẹ này rất là nhiều bẫy nha. Vớ vẩn là liếm đạn của nó luôn á. Lá bài đầu tiên. Cái nào cũng ngon. Mình nghĩ là thả đập mỗi 5 giây khi lăn á, về lâu dài ngon hơn. Hai lá bài mua thì cùi quá. Thôi được rồi, chọn 10 nộ khi bị đánh vậy. Đến cuối tầng thì mình được lá bài giết địch 10% sẽ được tim xanh, không ăn thua. Qua tầng sau là được lá 10% hồi máu khi giết địch. Ok, quá vô dụng vì mình đâu còn tim đỏ đâu. Không biết bây giờ thằng Samurai nó lại giở trò gì đây. Nó bắt mình quỳ xuống. Tưởng đâu quỳ là nó sẽ không làm khó, mà nó vẫn gọi đệ ra đập mình, phí công thật. Đánh lòi mồm xong mấy thằng đệ thì còn có một máu thôi các bạn ạ. Toàn. Không lâu sau đó thì về thẳng vườn luôn. Ngày 86 về nhà thì Đạt đã chết vì tuổi già. Vậy là cưới được người mới rồi, ố về. Lâu ngày không được nghe giọng cá khô chắc em buồn lắm. Long 74 tuổi rồi mà vẫn chưa chết, hay thật. Cho lên chuyển sớm đi. Sau đó hồi sinh Long lại luôn, vì Long đang giữ cái vòng không ngủ. Xong thì làm lễ thu tiền nữa là ok. Anh em giải tán về làm việc đi. Bây giờ mở khóa gì cũng không quan trọng nữa rồi. Mình mở khóa trang trí căn bản đi. Nó mở ra bao nhiêu công thức đồ trang trí luôn. Hay là trang trí nhà tí nhở. Ok, thử lát nền mới ở cổng vào xem thế nào. Nhìn cũng được, nhưng mà xây bằng tay cầm mất thời gian vãi. Điều khiển nó không được chuẩn cho lắm. Để mình chuyển bớt hết nhà ra ngoài cho nó rộng rãi dễ làm. Chuyển tạm cả cái nhà thờ xuống dưới nữa. Tiếp đó mình thử xây mấy cái tượng này thành hai hàng xem như nào. Thử cái nền lava xem nó có khá hơn nền đá không. Mới xen vào giữa thôi mà nhìn đã bắt mắt hơn hẳn. Wow, mấy cái tượng đỏ này xây xong nhìn ngầu vãi ra. Đã vậy mình lát full nền lava luôn. Không phải là tự khen nhưng mà mình thấy nó đẹp thật các bạn ạ. Bây giờ sắp xếp lại mấy cái tượng tế lễ này cho nó thẳng hàng mới được. 4 cột như thế này là đẹp. Sau đó đặt nhà thờ ở giữa. Ở bên kia thêm 4 cột nữa là ok la. Quá cân đối. Thế thì mình phải xây thêm tượng mới đủ chứ. Trong lúc đợi bọn nó xây, mình lát nền chỗ này đi. Lát nền vàng cho nó máu, thể hiện sự giàu có. Oh yeah, không ai giàu bằng giáo phái của ta. Ngày 87, mình xây thêm hai cái tượng boss ở trước cửa nhà thờ nữa. Tượng này là độc nhất vô nhị của hai con boss khác nhau, nên là không xây hai cái giống nhau được. Xong thì mình đặt lại cái buồng thú tội ở bên cạnh nhà thờ. Nhìn đẹp phết chứ nhỉ, sang lóa cả mắt. Bên khu dân cư thì mình lát sàn gạch cho nó sạch sẽ. Mấy cái nhà này mai mốt cũng phải sắp xếp lại, chứ chả lẽ để nó lộn xộn thế này. Ok, hôm nay tạm dừng ở đây được rồi, mai mốt trang trí tiếp. Bây giờ mình qua cái động mới xem có gì hot ở đó không đã. Wow, chỗ này nó còn sáng chói hơn cả khu nhà thờ của mình nữa. Ông Midas bảo là cứ tự do khám phá chỗ này, không cần khách sáo. Ok, mình ra chỗ bán bài đầu tiên. Nếu bị đánh thì sẽ rất độc, nghe có vẻ không ngon cho lắm. Đồ ở đây bán bằng vàng thỏi chứ không phải vàng thường nha. Khi mà chết thì sẽ hồi sinh với một máu. Lá này thì ngon đấy. Lá thứ ba, địch mà chết thì sẽ nổ gây sát thương cho bọn khác. Được, vậy là mình chỉ còn hai lá bài nữa thôi là sẽ sưu tập đủ bộ bài. Ông Midas bảo là cái giếng này là cái giếng cầu nguyện. Bỏ tiền vào đó thì sẽ có thể có đồ ngon, hoặc là chả có gì. Lại máy quay gacha nữa gì. Nhưng trước hết là phải trả 10 thỏi vàng cho ổng thì mới xài được. Mình bỏ 350 vàng vào giếng xong, nó bảo quay lại sau 3 ngày, không biết là có gì không nữa. Còn mấy thỏi vàng mình mua luôn 3 cái công thức trang trí này đi, mỗi cái tốn có 2 thỏi thôi. Còn cái nến này hay lắm nè, mình có thể đem hiến đồ đệ để đổi lấy một mảnh bùa. Tất nhiên là phải hiến mấy ông già rồi. Cho NPL bye bye đi, chú bé lao công giờ cũng không còn bé nữa rồi, cho đi nghỉ thôi. Ok, tạm thời thế được rồi, không còn người già để hiến nữa. Tính ra cái nến nó hay phết đấy, bọn phản tặc cũng hiến được luôn. Dân số giờ lại thấp rồi, phải đi mua thêm đệ mới thôi. Mình đặt tên là Mẫn cho làm lao công. Ngoan nhá, không là thành sáp đấy. Ngày 88 là ngày Toàn được ra tù. Chúc mừng nhá. Định hồi sinh tín đồ mà thấy quái là không còn tí xương là mới hay chứ. Haro, đi kiếm xương cho đại ca mau. Ok, biến quỷ đi động nào. Bằng giờ lên level 10 rồi mà cũng chỉ cho mình thêm được nửa team. Không biết level cao để làm mẹ gì luôn. Rõ ràng trong wiki nó nói là level cao được thêm team nha. Chắc là game bug. Đạt thăng rồi nên mình cho Rem đi theo để đánh phụ. Trước khi đi thì phải nấu ăn cái đã. Mấy ngày nay mình thuyết giáo liên tục nên được bao nhiêu team xanh luôn. Để mình cho các bạn xem mình đã phung phí nó như thế nào. Mình vào ngục Arona để làm nhiệm vụ. Thấy cái dao găm chả muốn chơi nên teleport ra.
Và thế là tiêm xanh nó bay sặc luôn. Hai đứa bên quỷ theo mình cũng bay luôn, chán. Thực ra lúc đó mình cũng chả biết, đâu có ai thông báo đâu. Thôi coi như mình hy sinh để các bạn rút kinh nghiệm, ok. Vào cái ngục nhẹ để farm tơ đi. Mất sạch buff cộng với đang cay cú nên các bạn có thể đoán được mình đã thua chóng ngoáy như thế nào rồi. Ngày 89 mình tiếp tục mở nốt những công thức còn lại. Đồ trang trí làm từ xương, nice. Lần trước thua nhanh quá không phục, chúng ta đi tái chiến đi. Lần này có cái rìu là thấy có hứng chơi rồi đấy. Thêm 30% đam vào ban đêm, không thích lắm nhưng mà xin. Cái này khó chọn nha. Đam hay là tốc đánh? Mình nghĩ rìu đánh khá là chậm nên tăng tốc đánh có vẻ hợp lý. Ngoài ra mình còn mua thêm lá bài tăng hồi máu nữa. Cái chiêu đóng băng hàng loạt này có vẻ ngon nè. Chơi một phát bọn nó chậm như rùa luôn, vả hơi bị phê. Nhìn là biết phải đi như thế nào đấy. Tiền xong đá easy. Tầng 3 ngoài tiền ra còn được một lá bài nữa cơ. Đánh độc đối phương. Hai thằng chơi độc đánh nhau hài vãi. Nhưng mà độc của nó không ngon mà độc của mình. Cuối ngày mình lượm được một lá bài thay đổi hẳn cục diện trận đấu. Thêm hai tim đỏ nữa. Thế là gấp đôi máu luôn chứ gì nữa. Ngày 90 mình tìm được cái búa hồi máu. Nhưng mà mình vẫn thích cái rìu hơn. Nên chọn nâng cấp tuyệt chiêu đẩy lùi và phun độc đối phương. Một quyết định đúng đắn vì qua phòng tiếp theo có hẳn hai cái rìu để mình chọn luôn. Đa bằng nhau nhưng cái rìu này có crit lên tất nhiên là ngon hơn rồi. Ok, tự tin đánh boss rồi đấy. Thằng boss thứ hai của động này là một con red tên là Feva. Vừa vào đã bị boss cheat cho một phát luôn. Cutscene vừa xong mình chưa di chuyển được gì thì nó cho ăn đam luôn, vãi trưởng. Không sao, cheat thì cũng không thắng nổi đâu. Chưa gì đã gọi hai thằng đệ ra rồi. Chỉ thế là nhanh. Thằng này từ đầu đến cuối nó chỉ có chiêu phun độc và chiêu mọc gai trên người thôi. Mình cứ rỉa nó rồi né chiêu gai là ngon lành. Chiêu độc nhìn vậy nhưng mà nó không có sát thương mình ngay. Mình phải đứng ở bãi độc một lúc thì mới mất máu. Thế nên là mình cứ lăn liên tục thì sẽ không có vấn đề gì. Thằng này có vẻ như nó kháng độc nên chiêu độc của mình không ăn thua. Nhưng mà mình đánh chay thôi cũng đủ rồi. Ngoài hai hit lúc đầu nó ăn gian ra thì nó chả đánh mình thêm được một phát nào nữa. Thua quá là áp đảo luôn. Lượm qua tiếp thôi, không cần nghĩ. Về được rồi nhưng mà từ từ. Còn một phòng nó chưa khám phá. Hóa ra là cái tượng quay gacha. Lần này quay đàng hoàng được đồ ăn. Ok, quay tiếp lần nữa nào. Lại được đồ ăn. Quay tiếp phát nữa. Mỗi lần quay là đắt hơn nha. Lại đồ ăn tiếp. Thôi, vậy được rồi. Ăn cắp vàng của nó rồi chuồn thôi. Chuyến đi quá thành công. 18 tơ nhện và bao nhiêu đồ ăn luôn. Sao giáo chủ thắng mà lại mất niềm tin vào giáo chủ là sao? Vào truyền giáo củng cố lại tinh thần cho anh em gái. No bụng cái là có niềm tin ngay mà. Còn thằng Bảo phản động này nữa, nguyên nhân của mọi chuyện. Cho nó vào tù rồi mà lòng tin vẫn còn lung lay. Mình cho Victor lên đường cái là ok thôi. Victor đeo cái vòng đầu lâu sống hơn 100 tuổi mà vẫn chưa chết, châu thật. Yên tâm đi, mình sẽ hồi sinh Victor. Làm một cái lễ cưới với Rem nữa, chả lẽ anh em còn chưa vui. Đấy, biết ngay mà, quá đơn giản. Đến tối đêm thì mới rảnh đi lượm đồ xả stress. Liệu mình có thể sống nhờ mỗi mấy cái tượng này mà không khai thác gì không nhỉ? Xong thì mình tranh thủ đi mua thêm một đồ đè nữa và đặt tên là chú bé. Cũng không nhớ tại sao lúc đó lại lấy cái tên này nữa. Ok, mình xin lỗi các bạn trước nhá. Từ ngày 91 đến ngày 95 mình lại bế quan là mấy cái việc vặt nữa. Đầu tiên là lát hết nền của căn cứ luôn, nhìn gọn chưa. Thứ hai là mình chuyển hai cái trang trại qua góc bên này và khu mỏ thì chuyển hết qua góc bên phải. Đâu vào đấy hết. Đấy, làm có nhiêu đó thôi mà mất mấy ngày. Ngày 96 mình xây thêm một cái lò tinh luyện nữa cho nó đầy cái khu mỏ luôn. Khu nhà thờ thì mình chỉ xây thêm ít tượng đỏ nữa thôi chứ không có gì mới. Mình vẫn chưa hài lòng với cái khu trang trại này cho lắm. Đổi lại cái nền tí cho nó hợp. Chỗ trồng cây thì phải lát nền đất chứ. Nhìn đẹp hơn hẳn. Bên ngoài thì chúng ta lát nền rơm hết luôn. Oh yeah. Bắt đầu ra dáng cái trang trại rồi đấy. Trang trại này không phải là tự động hóa 100% nên lâu lâu mình vẫn phải bỏ hạt và hộp cho bọn nó mới được. Súp lơ quá trời luôn. Bây giờ cho bọn nó ăn sang chút nhở. Hình như cho đồ ăn ngon bọn nó lâu đói hơn hay sao á. Ok, nấu xong rồi thì mình di chuyển cái vòng ngoại quỷ xuống dưới đây cho nó cân đối. Bây giờ chúng ta sẽ xây cái nghĩa trang ở dưới này. Bắt đầu bằng cái tầng xương đi. Mấy cái ô xây nhà trong game này nó chéo chéo nhau nên muốn xây hình vuông hơi bị khó nha. Xây hình tam giác kiểu này cũng được. Chưa xây xong nó có ông muốn mở hàng nghĩa trang rồi. Chôn tạm đây đi, mai mốt chuyển mộ sau. Trong lúc đồ đệ xây tường thì mình bắt đầu di chuyển mấy cái mộ ở bên trên xuống dưới. Thích nhất những cái game mình có thể di chuyển công trình thoải mái như thế này mà không cần phải xây lại. Bây giờ xây cái gì để trang trí nghĩa trang đây? Cái đầu lâu này có lố quá không nhỉ? Cứ xây thử luôn xem nó như thế nào. Hai bên cho hai cái trụ đầu lâu nữa cho hoành tráng. Nhìn cũng sợ tai phết nhỉ? Công nhận là mấy cái đầu lâu này hợp với cái nghĩa trang. Bây giờ cái buồng thú tội cho qua bên này. Cái trại nhiệm vụ thì để qua chỗ đối diện cho nó cân đối. Cái tù thì để ra xa xa tí, cách ly với xã hội. Bệnh viện ở đây có hợp lý không nhỉ? Thôi kệ, chắc không sao đâu. Ban đêm cái trang trại này nhìn cũng đẹp phết nhỉ? Ok, lại có thêm điểm tiến hóa nữa rồi. Mình nâng cấp ngọn lửa cấp 3 đi. Nhiều tín ngưỡng hơn, nhưng mà không quan trọng nữa rồi. Ổn ổn rồi đấy, đi ngục tí nhỉ? Đi chay luôn, khỏi cần gọi quỷ. Búa cấp 16, tạm được. Nay lại gặp nhân vật mới rồi, ai đây? Shroomy, lại là ông bạn của Ratau đang đến đó để đánh bạc. Ông Ratau này nhiều bạn bài vãi. Tất nhiên là mình sẽ qua hạ ổng sau rồi. Chuyến này mình dùng áo vàng nên tích được khá nhiều đam luôn. Các bạn nhìn mình triple kill nè. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, đoạn này mình mất một phát cả 4 máu và tạch luôn. Đẳng cấp né của các khô cứ phải nói là vô địch thiên hạ. Ngày 97 về nhà mình lại gọi bằng đến tâm sự. Thằng bằng của mình nó cấp 15 rồi các bạn ạ. Cơ mà vẫn chỉ cộng có nửa máu khi đánh nhau thôi. Mình vẫn chưa đủ trình chơi áo vàng, chuyển cao đỏ cho nó chắc. Áo mặc định vẫn là nhất. Ok, chúng ta thử lại thôi. Hết búa rồi là đến dao găm. Chán đời không chứ. Cứ búa với dao găm là tạch rất nhanh và gọn luôn.
Ngày 98 nhìn thấy quân số có 15 nên mình đi mua thêm đồ đệ gấp. Để đó đi nhận sau, đi chiến cái đã. Quá tam ba bận các cụ bảo rồi, lần này sẽ thành công. Mặc dù cũng là dao găm, nhưng mà ít ra nó là dao găm hút máu. Mới phòng đầu tiên đã có bài rồi. Tăng 20% dam, nice. 10% crit cũng ngon đấy. Nhưng mình lấy cái thả độc khi lăn có vẻ xịn hơn. Phòng này được đến 2 lá bài luôn. Đánh độc đối phương, và nếu để chết thì sẽ bị nổ, ngon. Cuối tầng mình thêm được một lá bài cộng 2 tim xanh nữa. Oh yeah. Nếu mà chọn tầng tim này là skip được quá trời tầng luôn. Qua đây không có gì nhiều, chỉ thêm được một tim xanh nữa thôi. Tiếp theo là chọn tầng phân đi. Nếu mình không lầm thì đây là lần đầu tiên mình lấy cái tầng phân rồi đấy. Ok, tầng boss, let's go. Khắc tinh của mình là mấy cái thằng to to nè. Mỗi lần đập nó là mất một nùi máu luôn. Lần đầu tiên đánh nhau mà quái nó rất tim đen ra cho lượm luôn á. Holy moly, một đống vàng luôn. Và một lá bài free nữa. 20% tốc đánh, ngon. Alright, tới boss rồi, cũng còn khá khá máu đấy, chắc ổn. Thằng boss thứ ba là con bọ cạp tên là Horus. Thằng này nó cứ phóng đạn xong là nó vồ luôn, vồ nhiều ghê luôn. Được cái nó không gọi đệ. Ok, tuyên dương về chơi sòng phẳng, không chơi hèn. Đến phase 2 thì nó thêm chiêu bắn độc nữa. Độc thì là dễ né hơn nhiều mấy cái chiêu bắn đạn. Nó có độc thì mình cũng có độc, ngán gì nó. Nhảy. Ơ, tự nhiên nhảy vào người đó. Ngu thật. Nói chung là mình vẫn thấy cái dao găm phế, cơ mà cũng đủ để giết được thằng boss. Tính ra cuộc này mấy cái thằng quái nó còn khó hơn thằng boss. Rồi, thằng boss này không có gì khó. Chọn hạt củ cải đường đi nhỉ, chứ tài nguyên thì cũng nhiều rồi. Thế là ba em đã xong, còn một đứa nữa thôi. Không phải khoe chứ các bạn thấy cái vườn supler của mình nó sai không? Ngày 99 mình về nhà mở khóa cái miếu cấp 2. Còn cái miếu cấp 3 này nữa là max đấy. Nhận thành viên mới nào, tên là gì đây? Trí Đỗ đi. Ủa còn đứa nữa hả? Vậy thì đặt tên là Void đi. Mặc dù nhà có nhiều đồ ăn rồi nhưng mình vẫn cho bọn nó làm lễ nhịn ăn. Cái này là quy định của giáo phái rồi, tuần nhịn ăn 2 lần. Ok, mình quên nói, từ ngày 91 đến ngày 95 mình có hồi sinh lại Đạt rồi. Đạt bây giờ có vòng đầu lâu rồi, tha hồ của mình chinh chiến. Nay Đạt đã được boost lên cấp 8 rồi. Ok, tiếp theo là boss cuối của ngục rồi nên ta phải gọi quỷ đi theo thôi. Vẫn là bộ 3, Ram, Đạt và Bằng thôi. Chúng ta chiến luôn chứ đợi gì nữa. Mới vào cái đã chào hỏi nhau rồi. Thằng này nó có vẻ không sợ mình, bảo là sẽ chờ mình ở cuối ngục. Ok con dê, nhưng mà đừng có chơi bẩn nhá. Ở cái ngục cuối này bọn quái nó khoái bắn đạn ghê luôn á. Nhìn đạn bay như mưa mà mờ cả con mắt luôn, chịu không nổi. Mình bỏ mạng ở tầng thứ 3. Ngày 100 mình về nhà và biến Ram thành quỷ luôn. Thường thì sau một chuyến đi phải cho bọn nó nghỉ ngơi, không là nó cáu. Nhưng mà kệ, đi chuyến nữa rồi nghỉ. Đạt thì cố quá nên phản động luôn rồi, cho nó vào tù luôn. Bảo hai vừa chết vì tuổi già xong, bảo sao bay sạch đức tin luôn. Một thành viên mới nữa vừa vào giáo hội tên là Soren. Nay không chần chừ gì nhiều, mình thuyết giáo để lấy một tim xanh, rồi ăn cơm để thêm một tim nữa và quay lại ngục luôn. Lần trước chết hơi cay cú, lần này ít ra còn được cái rìu ngon. Đúng là đánh nhau lúc cay cú là sai lầm. Chưa gì đã bay mất 3 tim rồi còn đâu. Lá bài đầu tiên nào. Cùi vãi, gấp đôi hồi máu đi. Lá thứ hai có vẻ ngon, khi mà chết thì sẽ được hồi sinh với một máu. Mới đi được có một tầng mà toàn sạch máu rồi còn đâu. Tầng 2 mình chọn ông bán thú, nhưng mà lại được free một lá bài. Mỗi lần vào phòng mới là sẽ full nộ luôn, ngon. Giảm giá 51% mua chứ sao lại không. Ở tầng thứ 3 mình được hai vũ khí mới. Mặc dù không thích cái găng tay lắm, nhưng mà nó hút máu nên mình đổi luôn. Lại quay gacha nữa à, để xem lần này quay được gì. 7 gỗ và 11 đá, ok. Thế là được rồi, trôm vàng rồi rút thôi. Qua tầng 4 mình bị cái ngôi sao nó trù. Địch bây giờ đã nhiều máu hơn, nản luôn. Nhờ cái găng tay nó carry hồi máu cho quá trời luôn, chứ không là tạch mấy lần rồi. Đến gần boss thì mình được lá bài lăn vào địch thì sẽ gây sát thương, và lá bài tăng vận tốc chạy 25%. Samura là con nhện chúa giám ngục. Nhìn nó biến hình rợn hết cả người. Thằng này là thằng Bishop cuối cùng, nên mình nghĩ nó sẽ khó đây. Con này có chiêu thả bom random. Cái này không có gì mới, khá dễ né. Nhưng mà cái chiêu chém của nó nhanh phết, khá là khó né nha. Đánh được tí thì nó nhảy lên trần nhà rồi vồ xuống. Chiêu này thì dễ né. Giờ lại còn phun đạn rồi gọi đệ nữa cơ. Rồi một lúc sau có chiêu nhảy lên dập 4 cái liên tiếp nữa. Con này làm gì mà lắm chiêu quá trời. Mới đánh có 10% máu nó mà mình còn có nửa máu, không hy vọng cho lắm. Đoạn này nó nhảy nó còn bonus thêm đạn nó mới kinh nhỉ. Rìa máu kiểu này chắc đến Tết năm sau nó mới chết quá. Cố gắng cầm cự thêm được tí, nhưng mà thằng này nó spam nhiều chiêu quá, hoa cả mắt. Đoạn này chết nhưng mà mình quên là có lá bài hồi sinh, thế là cứ đứng yên để nó cạp chết lần hai luôn. Cày. Ủa? Oh my god, tôi tưởng chết. Về đến nhà thì cũng là ngày 103 rồi. Cắm mấy ngày trong động luôn. Có chuyện gì xảy ra mà banh hết rồi này. Đầu tiên giáo huấn rồi cho thằng Đạt ra tù cái đã. Đạt vừa ra xong thì toàn lại phải vào tù. Chưa đến cuối game thì mình mới biết là chỉ cần vào cái tù chọn nó là được, không cần tự tay đi vác bọn nó về. Tiếp theo, Tùng đã chết vì tuổi già nên đem đi chôn thôi. NPL và Cheese cả hai đều đã đi kiếm xương trở về một cách an toàn. Quá tuyệt vời.
Mình phải tổ chức lễ cưới để khích lệ tinh thần bọn nó mới được. Cưới Napoleon Junior đi, năm mươi mấy tuổi sắp xuống lỗ rồi. Và cuối cùng là hiến tế Nhi, sắp 60 đến nơi rồi. Thế là xong, lại tràn đầy niềm tin. Hôm nay thêm một nùi thành viên mới nữa. Đầu tiên là Sĩ, tiếp theo là Chef và cuối cùng là GK. Thằng GK mới vào đã phản động rồi. Mình làm cái tù mới cho nó đứng cùng thằng Toàn luôn cho có đôi có cặp. Nguyên ngày quên không nấu cơm nên đêm đến phải tranh thủ nấu cơm cho bọn nó. Ok, ổn rồi đấy, sáng mai đi tiếp được rồi. Ngày 104 mình cho Đạt bằng và Ram biến quỷ rồi quay lại tổ nhện luôn. Búa macaron cấp 16, nice, không phải dao găm là được. Đúng là búa có khác, đánh mấy thằng to con thấm vãi. Cơ mà quái đông thì đánh búa thảm lắm. Lá bài đầu tiên khá là cùi, khi nào còn nửa máu thì sẽ gây 2 sát thương cho tất cả. Lá thứ hai mình chọn 10% phù hiệu hóa đam của địch. Lá thứ ba thì hơi bị khó chọn nha, cả hai đều ngon. Nhưng mà lá hồi sinh về lâu dài ngon hơn. Hy vọng lần này mình sẽ không quên như lần trước. Cuối tầng thì còn được thêm một lá bài giết địch rơi cá nữa chứ. À, hai tầng tiếp theo khá là dễ. Tầng 2 là gỗ, còn tầng 3 mình được món quà miễn phí. Tầng 4 thì lại phải chém nhau rồi. Lúc này là mình hết sạch tim đen và xanh rồi. Chỉ hy vọng vào cái bố hút máu và Đạt đi kiếm máu về cho mình thôi. Ngày 105 mình tìm được cái găng tay thần thánh. Khá là hiếm luôn. Thôi, hy sinh hút máu vậy, vì cái này đam nó khủng. Tầng 5 thì mình được tiền miễn phí và một lá bài thêm 30% đam vào ban đêm. Tầng 6 mình được lá bài lăn thả độc và lá bài địch chết thì sẽ nổ. Mãi không thấy lá bài cộng tim đỏ nào, đau. Oh my god, cuối cùng vì nó cũng ra. Cộng 1 tim đỏ, yes. Alright, 4 tim rưỡi và phòng boss thôi. Mình nghĩ là sẽ ok. Lần này đánh lực hơn hẳn, không kiểu cù lét như lần trước nữa. Nhưng mà không hiểu sao mấy con đệ của nó bị bất, chả động đậy gì. Ok, các bạn coi như đây là ông bà phù hộ đi nhá. Đâu phải lỗi cá khô đâu. Tội nghiệp thằng boss. Summon đệ nhiệt tình nhưng mà bọn nó chỉ biết đứng nhìn mình bị vả. Cái này gọi là số rồi. Than cái gì nữa. Easy. Easy. Cá khô thắng hoàn toàn không nhờ bất. Trái tim dị giáo cuối cùng đã là của ta. Thắng bằng thực lực bản thân, không hề ăn may, ok? Thế là đã gỡ được cả 4 xích rồi. Để xem sếp nói gì nào. Ông bảo là đến gặp ông để trả lại cái vương miện. Nhưng mà nếu làm như thế thì mình sẽ chết. Để suy nghĩ cái đó, đang sống vui. Ngày 106, mình về nhà ăn mừng với tín đồ. Có mấy đứa mất ngủ mà vẫn ráng lết ra đây chung vui. Đáng tuyên dương. Thế là mở khóa được vương miện cuối cùng rồi các bạn. Khi mình chết ở trong ngục thì có thể hy sinh một tín đồ để hồi sinh cho mình. Nghe được đấy. Thắng trận trở về nên hôm nay mình ân xá cho Toàn với GK ra tù cùng một lúc. Sướng nhá. Giờ mới nhớ là chưa nâng cấp cái trại nhiệm vụ lên cấp 3. Thôi xây luôn cho nó đẹp mắt. Cấp 3 thì mình có thể cử 3 đứa đi thám hiểm cùng một lúc được. Hôm nay mình đã có thêm điểm tiến hóa để mở khóa công trình cuối cùng của giáo hội, miếu thờ cấp 3. Thế là mình đã mở khóa 100%. Speedrun lễ hội nào. Đầu tiên là lấy nhịn ăn vì mình giàu mà keo. Tiếp theo là lấy thăng thiên cho Jeff vì Jeff đã chống gậy rồi. Rồi sau đó mình hồi sinh GK cấp 4 vì GK có vòng không ngủ. Và cuối cùng là lấy hội lửa để anh em quậy quên đói. Ok, tuyệt vời rồi đấy. Anh em giải tán về ngủ đi. Ngày 107 mình qua ông ra tàu để chơi xuất sắc với nhân vật mới. Độ khó gần max luôn để xem quan thua không. Trường gì mình còn chưa kịp khởi động đã thắng bố rồi. Phần thưởng là lá bài cho nộ nó tự hồi theo thời gian. Cũng có vẻ được. Vậy là chúng ta đã sưu tập full bộ bài tarot rồi đó các bạn. Nhanh thật, mới ngày nào còn bỡ ngỡ. Xong rồi thì về thôi. Tiền mình nhiều không cần chơi ăn tiền nữa. Nay mình qua lại tổ nhện để lấy cái mắt thực thể cuối cùng cho ông Plimbo. Được cái kiếm căn bản nhất từ đầu game luôn. Lâu rồi mới thấy cái kiếm bình thường thế này. Cái con Red này nó rải độc đầy nhà, không cho ai đi đứng gì mới khổ chứ. Càng về sau bọn này càng spam nhiều đạn, chơi vậy là không hay nha. Lá bài đầu tiên của mình là mở hết map, không ngon lắm nhưng mà tiện. Lá thứ hai thì tất nhiên phải là rương xịn hơn rồi, chứ giờ này thì còn tài nguyên gì nữa. Còn lá mua thì mình chọn mỗi 5 giây vung kiếm sẽ bắn ra một viên đạn. Cái đạn đó cũng lực phết. Phòng tiếp theo là phòng quay gacha, thử phát nào. Bỏ 20 đồng được 33 đồng, ngon. Thế là dừng được rồi, nên biết dừng đúng lúc, không nên tham. Trộm vàng rồi đi tiếp thôi. Tầng thứ hai mình chọn tầng đá easy. Tầng thứ ba là tầng mình phải đổ một máu lấy một lá bài random. Lúc lăn thì sẽ rơi độc, cũng được. Phòng sau mình được lá bài siêu khủng bố luôn. Tốc độ đánh nhanh gấp đôi. Giờ mà tìm được cái búa là ấm luôn. Nhắc Tào Tháo tới. Búa hút máu cấp 17. Lượm luôn chứ chần chừ gì nữa. Búa mà đánh nhanh như dao găm, nhìn hack game vãi. Ngày 108 ở tầng 4, giữa tiền và tín đồ mới, mình chọn tín đồ. Thực ra là cả hai đều đủ rồi. Bọn này khó chịu nha. Trả lời không đúng ý nó là nó không theo mới ghê chứ. Trả lời lại vả cho phát. Ở tầng 5 mình được thêm lá bài nữa. Hồi đầy nộ mỗi khi vào phòng mới. Đánh chiêu tẹt ga luôn. Cái bọn này ngày xưa đánh khổ sở, bây giờ cầm búa vả như con. Toàn này tìm được một cái rìu hút máu, nhưng mà đang xài búa ngon. Thế này mình chọn từ chiêu chém ma. Để xem thằng to này có chịu nổi búa của mình không. Không ăn thua. Cuối cùng cũng được máu, nice. Thế là đến tầng boss rồi đấy. Thêm một lá bài nữa, 10% trọng kích. Búa mà trọng kích thì nó lực thôi rồi. Các bạn nhìn thằng này mà xem. Crit một phát bay nửa máu. Alright, để xem boss này chịu nổi búa của mình không. Mấy cái chiêu bắn đạn của nó quá dễ đoán luôn, không có gì đặc biệt. What the?
đập hắn một tí mẻ đầu thì lại chuồn xong gọi đệ. Mình đập bọn đệ nó nhanh quá, nó còn chưa kịp xuống luôn, phải đứng đợi một lúc. Má nó sợ, vừa đập đúng hai quả thì lại chuồn. Trận này mình dùng một nửa thời gian để đứng chờ nó xuống thôi các bạn. Các bạn nhìn cái búa nó crit nè. Boss mà đánh như con creep còn trả được quà lớn nữa chứ. Cho hạt cải đường đi. Con mắt mà mình muốn đây rồi. Build đang quá ngon, chúng ta đi tiếp chứ về gì nữa. Ngày 109, mình nhặt được lá bài gấp đôi hồi máu. Nice. Phòng tiếp theo thì được 2 lá. Giết địch thì xác suất 10% hồi máu. Ngon. Và miễn nhiễm với độc quá ngon. Một ngày toàn mấy bọn bắn độc. Cơ mà máu đỏ mình ít quá. Nếu mà được lá bài cộng 2 team đỏ thì tuyệt vời. Tăng gấp đôi nộ nhặt được. Ok. Và lăn vào địch thì sẽ gây sát thương. Lá này chưa bao giờ là dở. Bây giờ miễn nhiễm với độc rồi nên lấy mấy con red này dễ như ăn cháo luôn. Tầng này chúng ta sẽ chọn phân, xong rồi hồi máu, hy vọng là có thêm tim xanh. Được có nửa máu xanh, quá cùi. Nguyên tầng 4 mình không lượm được thêm một lá bài nào. Chỉ tìm được kỹ năng mới, bắn đạn dí cấp 18. Nice. Tầng boss cũng không kiếm được gì mới. Và boss thôi. Máu không nhiều nhưng mà đang rất lực. Con bò cạp Hauras này mình gặp một lần rồi nè. Thằng này nó không gọi đệ nhưng máu nó trâu thật. Búa mình đập mà cũng không thấy thấm cho lắm. Nhưng mà chiêu của nó dễ. Mình thì lại miễn nhiễm với độc, nên một hồi sau thì nó cũng lên chảo thôi. Nè báo. Bam. Rồi, đi nữa ông ta, thôi đi về. Chọn 46 củ cải rồi đi về được rồi. Đi cũng lâu rồi đấy. Chuyến này còn lượm được hẳn một cái vòng đầu lâu nữa. Oh yeah. Ngày 110 về đến nhà thì đã có hai đứa ngoẹo giữa nhà rồi. NPN Junior vừa ra đi vì tuổi già sức yếu. Nons cũng thế, không khác gì. Trong ba đứa đi chinh chiến trở về thì Toàn kiếm được 65 xương về bình an. Sĩ cũng kiếm được 63 xương và chỉ bị thương nhẹ. Còn GK thì không được may mắn bằng, lết được về đến nhà thì bỏ mạng. Thế là một ngày phải chôn đến ba đồ đệ, đau lòng. Không sao, có một thành viên mới nữa vào, mình lại đặt tên là Nons. Sau đó mình cũng hồi sinh cả Victor nữa. Victor có cái vòng đầu lâu siêu xịn, sao mà bỏ được. Đi mấy ngày liên tục, trang trại héo hon luôn. Cấp thêm hạt để bọn nó trồng tiếp nào. Xong xuôi thì mình qua cho ông buôn lậu Blippo, đổi cái mắt cuối cùng luôn. Sao lại còn mỗi công thức này chưa mua là sao ta? Hốt luôn chứ. Đây là con mắt cuối cùng rồi đấy. Thêm một mảnh bùa nữa nhưng mà lại không đủ 4 nên không có áo mới. Ngoài ra ông còn cho mình một cái chậu hàng ngày sinh tiền ra cho mình. Cơ mà tiền lẻ không có đáng lắm. Được rồi, chúng ta về chuẩn bị đi gặp sếp thôi. Vào luôn, khỏi chuẩn bị gì, hóng lắm rồi. Vào đến nơi thì mới biết là cần 20 tín đồ mới mở khóa được. Con sông quê luôn. Ok, mua một đứa ở đây là 18 rồi. Đặt tên là Ren gà, vì Ren không có bờ rồ. Hai đứa còn lại chắc là phải đi ngục để kiếm thôi. Quay lại ngục đầu tiên đi. Mới tầng thứ hai đã có tín đồ miễn phí rồi, nice. Thằng này chỉ cần đánh để giải cứu thôi chứ không phải trả lời đinh tinh. Ok, hoàn thành nhiệm vụ rồi, ta phắn luôn thôi. Chạy ra cổng mua thêm một đứa nữa là đủ 20, Hai đứa cuối cùng mình đặt tên là White và Lê. Ok anh em, cùng nhau mở khóa thôi. Rất cảm ơn anh em đã giúp đỡ trong thời gian qua. Nếu mà giáo chủ không về được thì cho Victor lên làm giáo chủ nha. Có đến 3 vũ khí để chọn luôn. Dao găm tất nhiên là không rồi nên mình chọn búa crit thôi. Tuyệt chiêu thì chọn chiêu hồi ma đi. Cũng là gặp sếp mà cảm giác lần này nó khác lần trước quá. Ông bảo là phải trả lại cái vương miện đỏ cho ông để ông được tự do, còn mình thì sẽ chết. Hẳn là còn lấy đồ đệ của mình ra đe dọa nữa. Thế quái nào mà ông đã tóm được bọn này rồi. Các bạn biết mình rồi mà, ham sống sợ chết nên đời nào mình chấp nhận. Thế là múc nhau thôi. Bây giờ đánh nhau xem ai làm sếp nào. Đầu tiên ông cử thằng Ba ra đánh mình trước. Chiêu đầu tiên của thằng này là gọi trông ở dưới đất. Chiêu này cứ chạy né là easy. Lại đến cái trò gọi đệ nữa. Được cái máu nó cũng không nhiều lắm. Búa mình crit một cái là nó bay cả lít máu. Đến đoạn cuối nó có cái chiêu gai hơi khác một tí, không thành vấn đề. Từ đầu đến cuối mình kệ búa mấy thằng đệ đập mỗi thằng bao thôi. Ok, xong, đứa tiếp theo. Thằng tiếp theo tên là Am, xem có gì hot. Mới vào đã bắn tùm lum rồi. Nhanh vậy. Cũng là chiêu gọi trông, cơ mà phiên bản khác tí thôi. Mỗi lần nó chắp tay nó niệm là nó phun cái kia. Đừng có summon đệ nha mày. Ok, mình thích cái thằng này ở cái nó không gọi đệ, cho điểm cộng. Mày búa này đánh chết đấy. Ok sau khi xong hai thằng vệ sĩ thì ông sếp chính thức ra tay. Let's go nhào vô. Mới phát đầu mà crit luôn, thấm vãi. Mới bước vào hắn đã gọi đè và bắn một đống đạn rồi. Và tất nhiên là phải có gọi trông rồi. Mày nè, chiêu của ông này là kết hợp chiêu của hai thằng kia cộng lại, có điều nó nhiều và to hơn thôi. Nó chơi chiêu kiểu gì mà liên tù tì, kiếm được cơ hội để đánh nó hơi bị khó luôn. Đập nó được nửa máu thì nó què luôn, nhìn hài vậy. Phase 2, nó bắn đạn nhanh kinh khủng, vỡ vẩn là vỡ mồm. Kiếm được khoảng trống để đánh nó khó hơn lên trời. Chỉ mong chờ vào mấy cú trọng kích. Mình bò nó còn có tầm 10% máu thì tạch đau.
sao mà đánh trời. Các bạn ở trong phòng boss này á, thì thời gian nó không trôi, nên là mình về nhà vẫn là ngày 111. Vừa về xong nhưng mà biến bọn thành quỷ đi tiếp. Sư phụ chưa nghỉ thì sao đồ đệ nghỉ được. Mình nấu ăn ăn cái rồi đi tiếp luôn. Hay là phần này đổi dao găm độc thử đi nhỉ. Chơi kiểu rìa máu độc ngon phết. Lần này mình giết thằng Bao và thằng Am khá là dễ dàng thôi, không có vấn đề gì. Mất tầm 1,5 máu. Đoạn này mình biết thằng boss nó sẽ bị què, nên là tranh thủ spam dao chém nó mất bao nhiêu là máu luôn. Nhờ có Đạt đi theo lượng máu thường xuyên nên rỉa nó gần hết máu, mình vẫn còn full hai tim đỏ. Mình kết thúc nó bằng một tuyệt chiêu chém rất là mãn nhãn. Các bạn tưởng xong rồi à? Chưa đâu, phase 2 baby. Mày nghĩ là mày hơn cả thần à? Mày nghĩ mày mạnh hơn cả thần à? Quay còn nữa. Oh shit. Đổi đấu trường luôn. À. Nó treo bọn đè mình lên để làm gì đây? Thôi cái là bọn nó đi theo à? Nó móc ba cái mắt ra đánh mình mới kinh chứ. Ok, sai thằng này được. Đoạn đầu mấy con mắt nó chỉ bắn đạn tùm lum tè le thôi. Mình phải me để giết từng con một. Mình thấy thế này vẫn dễ hơn là gọi một đống đệ. Oh wait, cái này bọn này có vẻ dễ hơn á. Ồ, nộ nó rớt ra từ mấy thằng ở trên bị treo trên thánh giá không ạ? Bọn nó đang hút máu mà nó. Ok, spam. Oh! Okay. Nice, cuối cùng thì cũng xong bọn em. Giờ có chiêu mới luôn, còn đang sốc chưa biết làm gì nên xém nữa mình lăn vào đạn luôn. Oh. Nếu ai bảo tự nhiên lăn lên trên. Ok. Bây giờ bọn nó bắn nhanh hơn và nhiều hơn và còn có giáo mọc lên nữa. Có đá lượng máu cho mình rồi. Đúng ạ. Đấy. Lâu lâu thằng boss nó còn ăn ké nữa, khó đỡ phết. Bắn chết đi. Chết đi. No, tham quá, từ từ bình tĩnh. Không được tham. Ok. Cái lúc này chỉ dám căng mắt ra nhìn, không dám động tĩnh gì. Ok. Đến đoạn này thì quá vội vàng, quá tham lam và phải trả giá. À, ngục. Trời ơi, sao tham vậy? Ngày 112 mình về nhà chuẩn bị và quay lại chiến tiếp hiệp 3 luôn. Chả có lý do gì phải chần chờ. Nhưng mà kết quả vẫn tương tự như hiệp trước các bạn ạ. Buồn. Nhưng mà không sao, mình có linh cảm hiệp 4 chúng ta sẽ thành công. Lần này có cái gì nào? Toàn vũ khí xịn không? Tất nhiên là chọn rìu thần thánh vì đam nó khủng nhất. Tuyệt chiêu thì mình chọn đẩy đạn và bất tử trong 2 giây. Rất là cần thủ. Đồ ngon vậy mà đánh bao với am cũng mất 1,5 máu chứ đâu có đùa đâu. Được cái đánh xong phase 1 của thằng boss thì vẫn còn nguyên 2,5 máu. Nice. Tất cả là nhờ cái chiêu bất tử đó. Qua phase 2 Đạt đã nhặt sẵn một ít máu để đó rồi. Mình phải để dành xài dần. Đoạn này phản xạ nhanh và chiêu bất tử quá đúng lúc luôn. Chậm nửa giây nữa thôi là ăn vả. Rỉa từ từ thì cũng xong được con mắt đầu tiên mà không mất một giọt máu nào. Chiến thuật chính là mình cứ chặt rồi đợi lúc nó bắn thì chơi nộ phản đòn nó thôi. À, bình tĩnh bình tĩnh. Xong được game thứ hai. Bắn đạn kiểu này là hơi cây cú nha. Mình cứ bật chiêu bất tử lên kệ bố vào nó. Mà mấy đứa đồ đệ này bị nhốt để nó cung cấp nộ thường xuyên cho mình á. Xài chiêu tẹt ga không hết. Đạn như mưa nhưng mà né như Lý Tiểu Long. Cộng với nộ bất tử, bọn nó cũng bất lực chả làm được gì. Cái hitbox ở đây làm sao vậy ta? Xong ba con mắt rồi thì ông xếp lên chảo thôi. Oh shit. Easy. Ui giời ơi, có cái gì đâu. Thế là xong, ố dìa. Một con cừu ma được 5 ông thần thượng cổ. Nghe nó cứ ảo ảo thế nào á. Đánh nhau không lại, bây giờ là giở trò cầu xin. Ok, thôi được rồi, mình quyết định tha cho nó. Cá khô nổi tiếng nhân từ mà. Thế là anh em được giải thoát, chạy đến ăn mừng cùng cá khô. Và đúng lúc đó thì credit cũng hiện lên. Thế là chuyến phiêu lưu của chúng ta kết thúc tại đây. Lâu lắm rồi mình mới được chơi một cái game hay như thế này. Mọi thứ từ đồ họa đến gameplay đến ý tưởng và nhạc nữa đều rất hay. Xứng đáng được ít nhất là 9/10. Giá như phần combat mình có thể build được đa dạng hơn một tí thì có thể lên được 9.5/10 đó. Series này mình chơi bản 1.0 nên chỉ đến đây thôi. Nghe nói bản update 1.2 thêm rất nhiều thứ vào game. Hy vọng khi nào có thời gian mình sẽ chơi lại. Bạn nào muốn xem những video 100 ngày kiểu như thế này thì cho mình một sub nha. Mình stream hàng ngày vào 8:30 tối trên kênh này luôn, trừ thứ hai và thứ năm. Nếu các bạn rảnh thì ghé qua stream mình cho vui. Xin chào và hẹn gặp lại.